Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 21, tác giả, Hồ Đồ, lúc này cũng không máy may, Lâm Thục Hồng cắt hảo lúc sau, còn muốn từng đường kim mũi chỉ vá áo. Tô Thanh Hòa còn giúp nàng sâu kim, kết quả phát hiện tuyến đặc biệt thô. Căn bản liền tắt không đến lỗ kim bên trong đi. Đinh Quế Hoa nhìn không được, đại muội, vẫn là ta đến đây đi, sau đó đem kim chỉ lấy qua đi, đem đầu sợi đặt ở trong miệng liếm liếm, sau đó nhéo nhéo, thành thạo liền cấp mặt xong rồi châm. Tô Thanh Hòa, đột nhiên hảo hoài niệm từ trước A, quần áo bất luận vấn đề gì, 10 đồng tiền là có thể đưa đến tiểu khu A Di nơi đó giải quyết, quần áo cũng không cần làm. Trực tiếp mua trang phục. Các loại giới vị đều có, nhiều phương tiện A. Buổi tối Tô Thanh Hòa nằm ở trên giường cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Hệ thống, các ngươi có thể khen thưởng trang phục không? Ta thật sự không nghĩ làm kia việc. Hoàn toàn không hiểu A, ta cảm thấy cho ta là phế tài liệu A. Ngươi xem hiện tại vật tư cỡ nào khẩn trương, một khối nguyên liệu nhiều khó được. Cho ta làm không phải lãng phí sao? Nói nữa. Các ngươi tinh tế bên trong còn muốn chính mình làm quần áo sao, này không hợp với lẽ thường A, ký chủ thỉnh chú ý, phân tuyến nhiệm vụ không cưỡng chế, ký chủ nhưng tự hành quyết định hay không chấp hành. Hoàn thành có khen thưởng, không hoàn thành không khen thưởng, Tô Thanh Hòa kéo lên chăn ngủ. Hành, ngày mai đi học sâu kim. Vì về sau cho nàng mẹ đưa một khối Tô Đại Căn đồng chí tình yêu vải dệt, nàng liều mạng, nàng cũng không tin chính mình như vậy bổn, nấu cơm như vậy khó chuyện này. Nàng đều học xong, Tô Thanh Hòa chính híp mắt mơ màng mệt trả rời đâu, liền nghe trong óc mặt truyền đến thanh âm, hữu nghị nhắc nhở, ký chủ ngài trù nghệ B cấp khảo hạch nhiệm vụ còn có 9 đạo danh đồ ăn, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, đạt được nhiệm vụ khen thưởng. Tô Thanh Hòa ngáp một cái, hiện tại là buổi tối A huynh đệ, toàn thôn người đều ngủ, ký chủ, ban ngày thời điểm ngươi nói không có phương tiện, Tô Thanh Hòa xoa xoa đôi mắt, một chút cũng không chột dạ. Ban ngày xác thật không có phương tiện A, như vậy nhiều người tóm được ta không thấy, ta làm sao, nàng ban ngày cấp người trong nhà nấu cơm, một ngày 2 đốn không rơi xuống. Nàng lại không phải nấu cơm bà. Hiện tại trong tay mấy ngàn cân lương thực đâu. Lương thực nhiều lại lấy không ra, thỉnh ký chủ phát huy cần lao khổ làm tinh thần, không ngừng cố gắng, thỉnh ký chủ phát huy cần lao khổ làm tinh thần, không ngừng cố gắng, thỉnh ký chủ, Tô Thanh Hòa bị nó đánh bại. Này hệ thống cũng không biết là ai phát minh, giống như chuyên môn đối phó bọn họ loại này kẻ lười. Nàng hoài nghi hệ thống lựa chọn thập niên 60 cũng không phải trùng hợp, khẳng định cũng là vì càng thêm phương tiện lợi dụng. Tâm cơ hệ thống A, hành, ngươi làm ta hảo ngủ một giấc, ta ngày mai có tinh thần, ta trước đem làm quần áo nhiệm vụ hoàn thành biết không? Này nhiệm vụ chi nhánh không phải còn không có bắt đầu làm sao, chờ ta khai nhiệm vụ này lại nói, ký chủ ngủ ngon, chúc ngài mộng đẹp. Tô Thanh Hòa mỉm cười mặt, ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, Tô Thanh Hòa liền đưa ra chính mình tới làm quần áo, Lâm Thục Hồng cùng Đinh Quế Hoa vẽ mặt kinh tủng, bạch mù như vậy tốt nguyên liệu A cô em chồng, Tô Ái Quốc nhưng luyến tiếc chính mình muội tử chịu khổ, làm ngươi tẩu tử các nàng làm liền thành, tay chân mau thực mau là có thể xuyên quần áo mới, Lâm Thục Hồng cùng Đinh Quế Hoa thẳng ngơ ngác gật đầu. Các nàng tình nguyện vất vả điểm cũng không hy vọng cô em chồng đạp hư như vậy đồ tốt. Cao Tú Lan quét mắt chính mình hai cái con dâu, mặt tức khắc kéo dài quá, sao, đều coi thường ta khuê nữ có phải hay không, ta khuê nữ giống ta. Nhất định so các ngươi học mau làm hảo, nhưng mà quay đầu liền đối với Tô Thanh Hòa từ ái cười, Thanh Miêu Nhi muốn học đi học, này đại trời nóng ở trong nhà cũng buồn đến hoảng, làm theo thù may vá giải buồn cũng thành, nhân gia trước kia địa chủ ông chủ gia đại khuê nữ đều chơi cái này. Nàng khuê nữ sao liền không thể chơi? Đương nhiên. Lời này không thể minh nói, Tô Thanh Hòa vỗ ngực bảo đảm nói, tẩu tử các ngươi yên tâm đi, ta nếu là thật sự làm không tới, liền còn cho các ngươi làm, Lâm Thục Hồng cùng Đinh Quế Hoa càng kinh tủng, quay đầu lại cô em chồng đem nguyên liệu cấp trở thành phế thải, các nàng nhưng không cái kia tay nghề cứu trở về tới A, các nàng phát hiện, kỳ thật cô em chồng lười một chút cũng không gì. Ngày thường không có việc gì ăn uống ngủ nướng, thật tốt A, lại không yên tâm, Cao Tú Lan mở miệng. Lâm Thục Hồng cũng không dám nói cái gì. Trực tiếp đem nguyên liệu cùng kim chỉ cho Tô Thanh Hòa, Đại muội a, ngươi xuống tay kiềm chế Điển Nhi a, Lâm Thục Hồng tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau nói. Đinh Quế Hoa lượng một chút chính mình kích cỡ, nhìn lại Tô Thanh Hòa kích cỡ. Ân, thực hảo, chính mình so đại muội gầy một chút, quay đầu lại đại muội làm chuyện xấu, nàng còn có thể sửa tiểu một chút chính mình xuyên. Đại muội mập lên Điển Nhi khá tốt, chờ hai cái tẩu tử đi ra ngoài, Cao Tú Lan nắm tiểu tôn tử, mang theo bọn nhỏ đi đào rau dại. Trời lúc này khô, rau dại là càng ngày càng khó tìm, nhà mình đất phần trăm bên trong loại đồ vật cũng loại không tốt, này về sau còn không biết có thể ăn được hay không thượng rau xanh, chờ mọi người đều đi ra ngoài, Tô Thanh Hòa liền ở trong sân cắt quần áo. Nàng cầm trong nhà kia đem phá kéo nhìn ban ngày, cuối cùng lăng là không dám xuống tay, dứt khoát sâu kim, chờ nàng đôi mắt xem thành chọi gà mắt thời điểm, rốt cuộc đem tuyến xuyên đi vào. Sau đó xoa xoa mồ hôi trên trán, lại một lần nữa cầm lấy nguyên liệu, vẫn là không dám động thủ. Này vạn nhất làm chuyện xấu, cũng không biết hệ thống có thừa nhận hay không. Mấu chốt là nếu là làm chuyện xấu, cũng quá thương tổn nàng mẹ nó tâm, vì thế linh cơ vừa động, cắt xuống không sai biệt lắm 1/5 nguyên liệu, nàng đầu tiên là cầm lấy bút, trên giấy vẽ một cái quần nhỏ hình dạng. Cầm bố đối lập một chút, đem vải dệt chiết khấu lên, cầm kim chỉ bắt đầu phùng mặt khác một bên liên tiếp chỗ, mới hạ đệ nhất châm, tay liền cấp trát một châm. Tô Thanh Hòa, hệ thống, có tai nạn lao động phí sao, ký chủ xuất hiện tàn phế cấp bậc, bổn hệ thống có thể cung cấp trị liệu. Tô Thanh Hòa lập tức một lần nữa bắt đầu may vá. Trước kia tốt xấu xem người đã làm thứ này, chính là chui vào đi, bước lên tới, phùng hảo biên biên giác giác, Tô Thanh Hòa lại ở phùng tốt bố ống phía dưới dùng kéo cắt ra một cái đảo về hình dạng, hai điều ống quần ra tới. Sau đó lại đem ống quần biên biên khâu vá hảo, thực mau, một cái tứ giác quần nhỏ làm tốt. Ân, tuy nhỏ Điển Nhi, nhị bảo khẳng định có thể xuyên, đến nỗi đường may xấu không xấu, vậy không phải cái gì vấn đề. Tiểu hài tử sao, không cần chú ý quần áo kiểu dáng. Có thể xuyên là được lạp, Tô Thanh Hòa vừa lòng cười cười, sau đó đem đầu sợi thắt, đinh. May vá nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng may kỹ năng điểm 1 điểm, vải bông 1 thước, quen thuộc thanh âm truyền đến, Tô Thanh Hòa lúc này mới thả lỏng. Bất quá. Từ từ, vì cái gì là may vá, ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ hiện giờ hành vi chính là may vá. May vá bị ký chủ chính mình phá hư phá động, Tô Thanh Hòa đầu vừa động, ta đây có phải hay không may vá cái phá động cũng coi như. Đây là lỗ hổng a, ký chủ thỉnh chú ý, lần đầu may vá nhiệm vụ đặc thù khen thưởng vải bông 1 thước. Lại lần nữa mở ra tắt khen thưởng mụn vá lớn nhỏ sở cần dùng liêu, Tô Thanh Hòa khụ khụ, sau đó nhắm mắt lại xem xét chính mình trữ vật không gian, ân, thực hảo, nàng dùng hết 1 thước bố, hiện tại lại còn đã trở lại. Liền tính này không có làm hảo cũng không quan hệ, nàng nhiều luyện tập vài lần thì tốt rồi. Tô Thanh Hòa đột nhiên mở to mắt, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình thế nhưng tiến vào một cái tuần hoàn. Làm chuyện xấu quần áo liền dùng khen thưởng đồ vật tiếp tục luyện tập, sau đó tiếp tục làm chuyện xấu, lại tiếp tục luyện tập, cho nên trừ phi nàng có thể làm ra một bộ quần áo tới. Bằng không nàng cũng đừng chiếm tiện nghi. Hệ thống, làm như vậy không công bằng. Ta làm cơm tốt xấu có thể ăn. Lương thực sẽ không lãng phí. Ta làm quần áo, này làm chuyện xấu, ta kia khen thưởng cũng liền nhiều lắm bổ cái lỗ hổng a, ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ làm cơm tốt xấu có thể ăn, ký chủ làm quần áo tốt xấu có thể xuyên, Tô Thanh Hòa thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới. Ai tạo trí tuệ nhân tạo? Còn có thể học nàng nói chuyện, Thanh Miêu Nhi, sao không thoải mái a? Cao Tú Lan mang theo bọn nhỏ trở về thời điểm, liền nhìn đến nhà mình khuê nữ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, Tô Thanh Hòa miễn cưỡng đánh lên tinh thần, sau đó vẻ mặt áy náy, cầm quần nhỏ run run, mẹ, ta xin lỗi ngươi, ta không học được tay nghề a, làm thành như vậy. Cao Tú Lan ngây ra một lúc, ngay sau đó nói, ai nha, ta khuê nữ chính là giống ta, này lần đầu tiên là có thể làm ra tới, làm thật tốt, nàng cấp Tô Thanh Hòa khoa tay múa chân một chút, sau đó hướng chính mình trên người khoa tay múa chân. Cuối cùng xoay người đôi mắt đảo qua, thấy được đang ngồi ở trên mặt đất chơi bùn đất nhị bảo, lại đây, nhị bảo lắc lư đứng lên, hướng tới nhà mình nãy đi đến, Cao Tú Lan vẽ mặt cười nói, ai nha nhị bảo nha, nhìn ngươi cô đối với ngươi thật tốt a, còn cho ngươi làm quần quần. Ta thử xem, nhị bảo mới 2 tuổi, còn không hiểu ý gì đâu, bất quá hài tử đã biết quần áo mới là thứ tốt, cao hứng cởi ra chính mình nhìn không ra nhan sắc quần nhỏ đầu, sau đó tùy ý nải cho hắn thay hắn cô làm tân quần. Nhạc Lộ một ngụm tiểu hàm răng, mặt khác hài tử vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Cao Tú Lan nói, Thanh Miêu Nhi ngươi xem, ta nhị bảo ăn mặc thật tốt a, hắn thích đâu. Ngươi tay nghề hảo, lại xoay người hỏi mặt khác cháu trai cháu gái, các ngươi nói nhị bảo ăn mặc tân quần đẹp không, đẹp. Bọn nhỏ chỉnh tề nói, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Quần áo mới đâu, Tô Đại Bảo hét lên, cô, ta cũng muốn xuyên, cho ta cũng làm một kiện đi. Tô Thanh Hòa không nghĩ tới chính mình tùy tiện làm một kiện quần áo thế nhưng sẽ đạt được như thế hiệu quả. Tức khắc hào khí vạn trượng, Cao Tú Lan không cao hứng nói, làm gì làm đâu, lại không phải không có mặt, liền điểm này nguyên liệu, còn cùng các ngươi cô đoạt đâu. Làm mẹ ngươi cho ngươi làm đi, Tô Thanh Hòa nói, đều đừng nóng vội, chờ cô lại luyện tay nghề liền cho các ngươi làm. Cao Tú Lan từ ái nhìn nàng, Thanh Miêu Nhi a, ngươi nhìn này đại trời nóng cũng quá mệt mỏi. Mẹ xem ngươi vẫn là đừng đã làm cái này, thương đôi mắt. Làm ngươi đại tẩu làm, nàng tay nghề hảo, này 4 thước vải dệt, chặt chẽ điểm cũng có thể làm kiện xiêm y, này nếu là lại thiếu, đã có thể làm không được rồi. Tô Thanh Hòa cảm thấy chính mình đã chịu đến từ chính nàng mẹ nó vạn điểm đã kích. Giữa trưa Lâm Thục Hồng cùng Đinh Quế Hoa đã trở lại, nhìn nhị bảo trên người xuyên quần nhỏ đầu, cảm thấy cay đôi mắt. Như vậy tốt nguyên liệu a, nhưng mà còn phải các nàng bà diễn. Đinh Quế Hoa vỗ mông ngựa đến vang, đại muội làm khá tốt, ta liền cảm thấy nhị bảo xuyên đặc biệt đẹp. Đại Bảo nói, mẹ ta cũng muốn. Đinh Quế Hoa trực tiếp che lại hắn miệng. Nhi tử a, ta xuyên cũ quần là được lạp. Lâm Thục Hồng nhìn một chút chính mình nhi tử, cười nói, ăn mặc khá tốt, kỳ thật đại muội a, nhị bảo còn nhỏ đâu, này quần liền làm thành tiểu váy ngắn, hắn ăn mặc có lẽ càng đẹp mắt, mấu chốt là nàng còn có thể cải biến a. Đương nhiên đại muội tay nghề vẫn là thực tốt. Tô Thanh Hòa cảm thấy chính mình gặp tới rồi 2 vạn điểm đã kích. Ở Cao Tú Lan đồng chí quan tâm hạ, dư lại 4 thước bố lại đến Lâm Thục Hồng trong tay, làm nàng 2 ngày này đuổi ra tới. Làm Tô Thanh Hòa có thể sớm một chút nhi mặc vào quần áo mới. Tô Thanh Hòa thất bại nằm ở trên giường. Hệ thống a, không phải ta không làm a, không có người nguyện ý cho ta hối cải để làm người mới cơ hội a, liền kia 1 thước bố. Ta không thể luôn là cấp nhị bảo làm quần nhỏ đầu đi. Ta nếu là đem trong nhà dư lại vải bông cấp tai họa, ta mẹ đánh giá đều đến vụn trộn khóc. Ký chủ thỉnh chú ý, may nhiệm vụ dùng liêu không chỉ có giới hạn trong tân vải dệt. Cũ liêu cũng là có thể. Tô Thanh Hòa biểu môi, vì vải dệt a, này trong phòng quần áo đều là mang theo mụn vá, còn có thể tìm được dư thừa vải dệt, nàng buồn bực mếu máu, sau đó rời khỏi hệ thống chuẩn bị ngủ ngon. Nhiệm vụ khó khăn hệ số cao. Không phải nàng không làm a, nấu cơm tốt xấu còn có thô lương nấu cháo. Này nguyên liệu lại không phải chuẩn bị. Tô Thanh Hòa xả một phen khăn trải giường cái chính mình eo, nhắm mắt lại ngủ. Qua vài giây, nàng mở to mắt, ngồi dậy nhéo chính mình khăn trải giường. Này khối nguyên liệu thật lớn nha. Chương 22 chương 22, tác giả, hồ đồ. Khăn trải giường nguyên liệu đương nhiên so bình thường quần áo nguyên liệu muốn hậu, cũng muốn ngạnh một ít. Chính là này không ảnh hưởng Tô Thanh Hòa đánh nó chủ ý. Lớn như vậy một khối nguyên liệu a, thật sự là quá tốt. Tô Thanh Hòa vì chính mình cơ trí điểm tán, bất quá lần này Tô Thanh Hòa nhưng không chuẩn bị đem nó làm thành quần, kia đồ vật nhìn khó khăn hệ số không lớn, thật sự làm lên mới biết được đặc biệt chú ý, tỉ như nhị bảo mặc ở trên người cái kia quần nhỏ, eo đại ống quần tế, một cái 2 tuổi oa ăn mặc còn có thể nói câu đáng yêu. Một cái đại nhân ăn mặc tuyệt đối là buồn cười. Thu được 3 vạn điểm đã kích lúc sau, Tô Thanh Hòa vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, vì thế chạy nhanh nhi lôi kéo hệ thống ra tới Liêu Nhân Sinh, hệ thống. Này đại trời nóng ta không nghĩ xuyên quần, ta làm váy có thể chứ, ký chủ có thể tự hành quyết định quần áo kiểu dáng, phân loại, thật tốt, ngươi thật là săn sóc hệ thống, ta thực thích ngươi. Tô Thanh Hòa quyết đoán đóng cửa hệ thống, sau đó cười hì hì nhìn chính mình khăn trải giường. Nga không, là vải dệt, ngày hôm sau sáng sớm. Đại gia cảm thấy mỹ mãn uống nửa khô cháo, Tô Thanh Hòa nhìn đại gia ăn như vậy thơm ngọt, trong lòng thực thỏa mãn. Đại tẩu, ngươi chờ lát nữa đem kim chỉ cùng kéo cho ta a. Khụ khụ, đang ở uống hồ Lâm Thục Hồng lập tức không nghẹn lại khụ lên. Đinh Quế Hoa cũng che miệng nhìn cô em chồng sao lại không chịu ngồi yên đâu. Ở trong nhà nhàn rỗi hưởng phúc thật tốt a, làm gì việc may vá a, nhiều thương đôi mắt a. Đại muội a, thời tiết này bắt đầu nhiệt. Ngươi liền ở trong nhà hóng mát, không có việc gì ngủ một chút dưỡng trên người thịt, thật tốt a. À, Cao Tú Lan khó được cũng duy trì khuê nữ hảo hảo nghỉ ngơi. Không biện pháp, lương thực còn có thể cấp khuê nữ soàn soạt. Chính là này nguyên liệu liền như vậy một chút, Thanh Miêu Nhi, ngươi nghỉ ngơi. Làm ngươi tẩu tử bọn họ làm. Các nàng dưỡng ngươi là hẳn là. Này nếu không phải các ngươi cho bọn hắn một ngụm ăn. Sớm chết đói. Bọn họ đều thiếu ngươi một cái mệnh. Tô Thanh Hòa khóe miệng cứng đờ, nàng sao không biết chính mình như vậy vĩ đại. Cao Tú Lan những người khác, các ngươi chính mình vuốt lương tâm nói, có phải hay không thiếu các ngươi đại muội một cái mệnh. Tô gia tam huynh đệ vội không ngừng gật đầu. Hai cái tẩu tử cũng đi theo gật đầu. Tô Ái Quốc vẻ mặt cảm động nhìn Tô Thanh Hòa, đại muội, ca cả đời đều nhớ kỹ ngươi hảo. Tô Ái Hoa nói, quan nhớ kỹ hảo có gì dùng a? À? Hắn nhìn Tô Thanh Hòa nói, về sau ai nói ta đại muội một câu không tốt, ta khiến cho ai không hảo quá, nói mạnh miệng. Tô Ái Đảng ha hả hai tiếng, lão tử trực tiếp đi lên dùng nắm tay tiếp đón. Lâm Thục Hồng cùng Đinh Quế Hoa đều chột dạ không thôi, trong óc nỗ lực quên mất đã từng nói qua đại muội không tốt lời nói, đối đại muội không tốt tâm tư. Các nàng rốt cuộc biết trước kia đại muội không phải không làm việc, mà là bởi vì không nghĩ cấp thêm phiền toái. Ân, hiện tại sinh hoạt thực hảo. Không bao giờ có thể suy nghĩ nhiều quá. Cao Tú Lan đối chính mình nhi tử cùng tức phụ biểu hiện đều thực vừa lòng, quay đầu lại nhìn Tô Thanh Hòa, Thanh Miêu Nhi ngươi xem, về sau không kém người chiếu cố ngươi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Thanh Hòa rất tưởng cảm động một chút, chính là nàng hiện tại chịu đả kích. Nàng còn không phải là muốn lấy kéo cùng kim chỉ sao, nàng mẹ lớn như vậy động tĩnh là làm gì, nàng làm quần áo có như vậy khó coi sao. Nhân gia nhị bảo đều hợp với xuyên 2 ngày, ta liền phải kim chỉ cùng kéo, không cần nguyên liệu. Ta chính mình cầm so so. Cao Tú Lan hiếu kỳ nói, ngươi khoa tay múa chân gì a? À, liền nhìn xem. Tổng không thể nói thẳng khoa tay múa chân nàng khăn trải giường đi, ở có điều kiện cơ sở thượng, Cao Tú Lan đối chính mình khuê nữ là vô điều kiện nhân nhượng. Lão đại tức phụ, đợi lát nữa cấp Thanh Miêu Nhi lấy lại đây đi, còn có kia quần áo ngươi cũng nắm chặt thời gian làm tốt, đừng dây dưa dây cà, quay đầu lại chúng ta Thanh Miêu Nhi đại trời nóng quá xong rồi đều xuyên không thượng một kiện hảo quần áo. Lâm Thục Hồng vội không được gật đầu. Ta giữa trưa trở về liền bắt đầu phùng, thực mau thì tốt rồi, nàng cũng chuẩn bị chạy nhanh nhi làm tốt, tỉnh cô em chồng soàn soạt như vậy tốt nguyên liệu. Người một nhà ra cửa phía trước, Tô Thanh Hòa được như ý nguyện cầm kéo cùng kim chỉ ở trong sân khoa tay múa chân. Cao Tú Lan cũng chuẩn bị mang theo bọn nhỏ ra cửa nhặt củi lửa, còn phải cấp kia chỉ gà mái già đào con dung đâu. Ra cửa thời điểm nhìn khuê nữ cầm kia đem kéo ở đàn kia khoa tay múa chân, không yên tâm nói, Thanh Miêu Nhi, đừng bị thương tay a. À, được rồi mẹ, ngươi yên tâm đi. Sao yên tâm a? À, chờ Cao Tú Lan cũng mang theo bọn nhỏ ra cửa, Tô Thanh Hòa chạy trong phòng đi. Sau đó cầm lấy chính mình khăn trải giường liền bắt đầu nghiên cứu, cuối cùng hướng chính mình trên vai vây quanh. Ân thực hảo, vừa lúc phùng thành loại này thẳng ống váy dài, vẫn luôn trồng lên trên cổ mặt, buổi tối ăn mặc ngủ, khăn trải giường cùng chăn đều dư lại. Tô Thanh Hòa cảm thấy chính mình vì cùng hệ thống đấu trí đấu dũng, liền chỉ số thông minh cũng đề cao. Lần này Tô Thanh Hòa cũng không dám động kéo, trực tiếp dùng kim chỉ khâu vá, có phía trước tránh một cái kỹ năng điểm, Tô Thanh Hòa trong óc mặt liền có một loại ý thức, biết đường may chi gian muốn lưu bao lớn khe hở. Chính là làm quá ít, cho nên tay có chút không nghe sai sử, bất quá tốt xấu không giống phía trước như vậy phùng cùng gà mái trảo giống nhau. Nhiều lắm chính là so le không đồng đều. Đem khăn trải giường khâu vá thành một cái thẳng ống lúc sau, Tô Thanh Hòa lại đem phần cuối mặt trên cắt xuống tới một ít tiểu mảnh vải, sau đó khâu vá ở eo cùng bả vai vị trí, tính làm dây thun tác dụng, đỡ phải mặc ở trên người thời điểm rơi xuống, chờ cuối cùng thu tuyến làm tốt. Tô Thanh Hòa vui sướng hài lòng nhìn chính mình thành phẩm, kỳ quái chính là trong óc mặt vẫn luôn không động tĩnh, Tô Thanh Hòa tức khắc cảm thấy không hảo, nhắm mắt lại kêu, hệ thống, không phản ứng, hệ thống, ngươi không phải chết máy đi. Hệ thống, ngươi nhưng kiềm chế điểm nhi a, ngươi sao hệ thống, muốn hay không cho ngươi đánh 120 a, hệ thống phán định trung. Hệ thống phán định trung. Hệ thống phán định trung, quen thuộc máy móc thanh âm vang lên, Tô Thanh Hòa cuối cùng là yên tâm. Ngươi này phán định quá trình muốn bao lâu a, hệ thống phán định trung. Hệ thống phán định trung. Hệ thống phán định trung, Tô Thanh Hòa méo mó miệng, nàng hạ quyết tâm, nếu là lần này còn không thành, nàng liền không làm nhiệm vụ này. Cùng lắm thì liền nấu cơm, sau đó thay đổi. Đinh. Khâu vá nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng may kỹ năng điểm 1 điểm, vải bông 27 thước, quả nhiên a, khăn trải giường chính là cường đại a. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, tiếp tục nỗ lực luyện tập, tăng lên kỹ năng. Lao động là có thể đạt được thu hoạch. Có lẽ là đáng xấu hổ, Tô Thanh Hòa cảm thấy hệ thống nói rất có đạo lý a, nếu nàng từ bỏ, nơi nào tới 27 thước vải dệt, ân. Tuy rằng này vải dệt là nàng khăn trải giường đổi lấy, chính là đây chính là thật đánh thật tân vải bông a, có thể làm tốt mấy thân quần áo, đến nỗi hệ thống cuối cùng câu nói kia nói gì, nàng mới vừa không nghe rõ. Tính, gần nhất quá mệt mỏi, khả năng có chút ù tai, có lẽ là đáng xấu hổ, trong óc vẫn luôn xuất hiện thanh âm này. Tô Thanh Hòa chết lặng mặt, cuối cùng có chút chịu không nổi, hành, ta lần sau nhất định hảo làm, đều 2 cái kỹ năng điểm, tốt xấu so với phía trước cường quá nhiều. Buổi chiều Cao Tú Lan cấp khuê nữ đưa Bạch Diện Ngật đáp, nhìn chính mình khuê nữ trên giường phóng khăn trải giường, chạy nhanh qua đi cho nàng huề nhau chỉnh, nhà của chúng ta Thanh Miêu Nhi ngủ chính là như vậy ái động, khăn trải giường đều cấp, đột nhiên động tác một đốn. Thanh Miêu Nhi, ngươi đây là làm gì a? Tô Thanh Hòa chính ăn đệ nhất khẩu Ngật đáp, nhìn nàng mẹ trong tay cầm khăn trải giường, nàng nghiêm túc nói, mẹ, ta buổi tối ngủ không phải ái đá chăng sao, ta liền nghĩ, đem khăn trải giường làm thành y phục trồng lên trên người, ta này nhiều phương tiện a, hiện tại thiên nhiệt, liền cái đều tỉnh. Cao Tú Lan bừng tỉnh đại ngộ, nàng trong lòng, khuê nữ làm sự tình đều là thông minh. Nhìn kỹ, thực hảo, thực không tồi, nên làm ngươi tẩu tử làm. Ngươi nhiều mệt a. Cao Tú Lan đem khăn trải giường điệp chỉnh tề, sau đó ngồi ở trên mép giường khuyên, Tô Thanh Hòa bưng chén hướng nàng mẹ bên miệng tắt một khối hỗn độn. Ai da, mẹ ngươi nếm thử xem có phải hay không thuộc, nàng mẹ theo bản năng ăn, nhấm nuốt mấy khẩu, thuộc a, nhà ta đại nồi sắt lão dùng tốt, sao khả năng không thuộc đâu, Tô Thanh Hòa nói, vậy ngươi lại ăn một ngụm thử xem, Cao Tú Lan lại ăn một ngụm. Ăn ngon, mềm hoạt, đại bạch mặt làm Ngật đáp chính là không giống nhau, ăn nàng liền ăn ra vị tới, lập tức lão lệ tung hoành, nhà của chúng ta Thanh Miêu Nhi sao như vậy hiếu thuận nha, nghĩ pháp làm mẹ ăn cái gì. Thanh Miêu Nhi ngươi đừng động mẹ nhìn ngươi ăn liền cao hứng. Ngươi ăn một ngụm, mẹ trong lòng liền đặt thỏa mãn. Ngươi nếu là không ăn, mẹ liền đau lòng a, lão thái thái trực tiếp gào lên, Tô Thanh Hòa. Mẹ ngươi đừng khóc, ta ăn, Cao Tú Lan lau một phen nước mũi, hồng con mắt nói, mau ăn, mẹ nhìn ngươi ăn xong lại đi, Tô Thanh Hòa chạy nhanh nhi mồm to ăn, nhìn Tô Thanh Hòa ăn, Cao Tú Lan thỏa mãn cười. Tô Thanh Hòa nói, mẹ, ta về sau nhất định làm ngươi hưởng phúc, Cao Tú Lan thuận miệng liền nói, mẹ nhưng không trông cậy vào, mẹ liền trông cậy vào ngươi ca bọn họ, Tô Thanh Hòa. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, Tô Thanh Hòa liền mặc vào nàng quần áo mới, thực rộng thùng thình ngắn tay, tay áo đều tới rồi cánh tay, Lâm Thục Hồng tay nghề vẫn là thực không tồi, đương nhiên, này tay nghề giới hạn trong đường may chỉnh tề, đến nỗi kiểu dáng gì hoàn toàn không thể chú ý. Rốt cuộc Lâm Thục Hồng chính mình cũng không có mặc quá cái gì hảo quần áo. Sinh hoạt hoàn cảnh hoàn toàn hạn chế tưởng tượng, chính là như vậy một kiện hình thức bình thường rộng thùng thình áo ngắn, chờ Tô Thanh Hòa ăn mặc quần áo mới ra tới cho đại gia xem thời điểm, nữ nhân cùng hài tử đều là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, các nam nhân tắc không ngừng gật đầu, đại muội ăn mặc đẹp. Tô Ái Quốc khen nói, còn không phải sao, ta đại muội chính là ta làng trên xóm dưới đẹp nhất. Tô Ái Hoa lập tức bổ sung hơn nửa khuếch đại muội cả nước đẹp nhất. Tô Ái Đảng đem chính mình biết nói phạm vi cấp nói, Đinh Quế Hoa nói, đại muội cùng ta mẹ giống nhau đẹp. Liên quan bà cũng khen, Cao Tú Lan thỏa mãn nhìn chính mình khuê nữ, nhà của chúng ta Thanh Miêu Nhi chính là đẹp a, Tô Thanh Hòa cười nói, vẫn là tẩu tử tay nghề hảo, này quần áo làm hảo. So nàng gà trảo làm khá hơn nhiều, Lâm Thục Hồng bị khen, trên mặt mang theo thỏa mãn cười. Đại muội nếu là hảo học, về sau cũng có thể học được, Tô Thanh Hòa cười nói, đại tẩu nói đúng, ta về sau nhất định phải hảo học, chờ học tay nghề tưởng xuyên gì quần áo chính mình là có thể làm, phương tiện. Lâm Thục Hồng, chính mình sao liền như vậy sẽ không nói đâu, Tô Thanh Hòa quần áo mới bị trong đội người nhìn đến lúc sau, đều hâm mộ không thôi. Thời buổi này ai còn bỏ được xuyên quần áo mới nha, rốt cuộc mỗi năm mỗi người phân vải dệt cũng liền 3 thước. Đều không đủ làm một kiện quần áo mới. Một năm 4 mùa tổng không thể liền xuyên một kiện quần áo đi. đều là tăng cường nguyên liệu cấp lão Đại Xuyên, lão Đại Xuyên truyền cho lão nhị, hiện tại càng luyến tiếc xuyên, đều lấy chợ đen mặt trên đi cùng người thành phố đổi phiếu gạo mua lương thực ăn, nơi nào giống nhà họ Tô nha, cả nhà vải dệt liền cung ứng một người. Ai, bất quá hâm mộ về hâm mộ, nhưng không ai dám lấy như vậy tức phụ về nhà. Nuôi không nổi nha, cũng không biết về sau nhà ai có thể giữ như vậy khuê nữ. Phương xa biên cương binh đoàn. Một người tuổi trẻ người chính tránh ở chiến hào bên trong gạt lệ, hắn bên cạnh là đầy mặt hắc Lý Hiểu Huy. Ta sau này xui xẻo, cùng ngươi một cái bang a. Ngươi nói ngươi khóc gì, này thật tốt nhật tử a, mỗi ngày nhiều kích thích a, thí. Người đều phải thoát thành gia. Cố Trường An xoa xoa nước mắt, ta đây là tưởng ta ba mẹ. Ta lớn như vậy trước nay không rời đi quá trong nhà. Không biết bên ngoài như vậy đáng sợ. Bên cạnh lão chiến hữu an ủi nói, tiểu tử, ta trước kia cũng cùng ngươi giống nhau nhớ nhà, nhưng ta chỉ cần nghĩ, ta ở biên cương bộ đội, chính là vì bảo hộ bọn họ, lòng ta liền đặt thỏa mãn, ngươi tới biên cương, có phải hay không cũng là như vậy tưởng. Cố Trường An hồng con mắt gật đầu, không sai, ta chính là vì bọn họ mới đến nơi này. Bị bọn họ đuổi ra tới, lão chiến hữu vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu tử kiên cường điểm, buổi chiều huấn luyện nghiêm túc điểm nhi. Ai nói chuẩn gì thời điểm liền phải chúng ta ra tiền tuyến. Lý Hiểu Huy nghe xong, vẻ mặt hưng phấn. Ta có thể có này cơ hội. Cố Trường An có chút kinh tủng, trên mặt trấn định, chúng ta hiện tại một mảnh hòa bình, hoàn cảnh rất tốt, quốc lực cường thịnh, không có khả năng đánh giặc, này ai nói đến chuẩn đâu, đại quy mô không có, quy mô nhỏ không chuẩn ta cũng có thể gặp phải. Chờ các ngươi huấn luyện hảo, mang các ngươi đi thấy việc đời, mấy năm trước thời điểm ta liền lão em mờ đều đánh thắng. Hiện tại nghĩ liền sản. Các ngươi về sau cũng có cơ hội, chưa thấy qua huyết chiến sĩ không phải chiến sĩ tốt. Cố Trường An, hắn yêu thích hòa bình. Buổi chiều huấn luyện thời điểm, lão lớp trưởng nhìn này đó tân binh viên, ghét bỏ không muốn không muốn. Đây đều là chút gì a, cùng bọn họ trước kia những cái đó binh nhưng kém xa. Nhớ năm đó, lão lớp trưởng lâm vào vô hạn giao muốn làm trung, tổng cảm thấy một thế hệ không bằng một thế hệ. Nhưng mà này một thế hệ vẫn là yêu cầu hắn tới dạy dỗ, chiều nay thể năng huấn luyện, nếu ai không đạt tiêu chuẩn, liền lưu lại nơi này làm 500 cái hít đất. Buổi tối không đuổi kịp cơm điểm liền đói bụng xem đại gia ăn, đều cho ta mão đủ kính nhi dùng ra các ngươi sức lực tới. Đừng con mẹ nó giống không ăn cơm giống nhau. Bộ đội không phải cho các ngươi ăn cơm trắng chỗ ngồi, một đám người tức khắc xoa tay hầm hè, ý chí chiến đấu sục sôi, Cố Trường An mặt như sấm phách. Chương 23, tác giả, hồ đồ. Buổi chiều huấn luyện, Cố Trường An mệt hơi kém nằm sấp xuống, chỉ có thể hữu khí vô lực đi theo chạy bộ leo núi, mặt sau lão lớp trưởng lớn tiếng thét to, không đủ tiêu chuẩn không ăn cơm, 500 cái hít đất, lúc này không ra lực, đợi lát nữa có các ngươi xuất lực khí cơ hội. Cố Trường An lập tức rải chân chạy bay nhanh, lớp trưởng nhìn vui vẻ, này nhìn thân thể đấy tốt, chính là có sức bật a, khó trách ta liền trường muốn lại đây, nhân tài. Đây là nhân tài a, ta đến hảo hảo luyện luyện. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Lý Hiểu Huy kinh ngạc nhìn đối diện mồm to ăn cơm Cố Trường An. Ngươi thế nhưng không bị phạt hít đất. Cố Trường An không để ý đến hắn, vừa ăn biên mạc đôi mắt. Bên cạnh cùng nhau huấn luyện tân binh nói, ai, ngươi sao khóc a? Ngươi huấn luyện không phải khá tốt sao, ta nhìn những cái đó không ăn cơm, quá đáng thương. Mệt chết a, mệt mỏi quá a. Kia có gì, có thể tới bộ đội liền không tồi. Ta quê quán bên kia đồng hương đều ăn không đủ no bụng, ta tới bộ đội, ta mẹ đặc biệt cao hứng, đừng nói một ngày có thể ăn 2 đốn, chính là ăn 1 đốn cơm khô, ta liền thỏa mãn. Cố Trường An trong lòng nghĩ, hắn trước kia có thể ăn 3 đốn, cơm nước xong lúc sau, còn phải ban đêm huấn luyện bắt đầu phía trước, Cố Trường An đứng ở sân huấn luyện trên mặt đất nhìn đen như mực không trung. Không biết gì thời điểm có thể về nhà a, nếu là chính hắn về nhà, không biết bộ đội có để a. Hắn đều như vậy khổ, đi trở về nhà hắn lão nhân tổng sẽ không còn đem hắn đuổi ra đến đây đi. Bên cạnh hai cái tân binh đang nói chuyện thiên, ai, ngươi biết không, nghe nói có người tưởng tức phụ, mới đến mấy ngày liền hối hận chạy về gia, sao khả năng a, đây là đào binh, phải bị bắn chết. Cố Trường An, huấn luyện, chạy nhanh huấn luyện. Tô Thanh Hòa chính mình mặc vào quần áo mới, liền chuẩn bị đem chính mình cấp Cao Tú Lan chuẩn vải dệt đưa cho Cao Tú Lan. Chính là nhìn chính mình cất giữ trong không gian mặt như vậy một khối to vải dệt, nàng có chút đau đầu. lập tức lộng lớn như vậy một khối vải dệt, hơn nữa cùng nàng khăn trải giường còn kém không nhiều lắm đại, tổng cảm thấy không ổn a. À. Hệ thống a, ta có thể hay không thay đổi, khen thưởng phát lúc sau không nhận đổi trả, Tô Thanh Hòa đang chuẩn bị suy sụp mặt, liền nghe được trong óc mặt hệ thống thanh âm, nếu ký chủ yêu cầu đổi, cần giao nộp thu hoạch khen thưởng giá trị 1/10 đổi hóa phí dụng, quả nhiên vẫn là cái kia Grandes, hành, 1/10 liền 1/10, cho ta đổi thành 5 thước một khối. Nhan sắc đều biến thành màu xám, này sẽ cũng liền xuyên loại này nhan sắc, đinh, toàn năng quân tẩu hệ thống vì ngài phục vụ, khen thưởng đổi hóa trung. Đổi hóa hoàn thành, Tô Thanh Hòa lập tức xem xét một chút, tổng cộng 5 khối màu xám vải bông. Trong đó một khối so cái khác 4 khối muốn tiểu một tí xíu, Tô Thanh Hòa cười nói, ngươi toán học thật tốt, liền số lẻ đều tính, toàn năng quân tẩu hệ thống thuộc về cấp bậc cao nhất trí tuệ nhân tạo, buổi tối liền trực tiếp thả xuống 2 khối 5 thước màu xám vải dệt, mặt khác hơn nữa một ít thô lương cùng trứng gà. Nàng mẹ nó cái đầu so nàng còn nhỏ, 5 thước dư giả, Cao Tú Lan hiện tại mỗi ngày đều dưỡng thành nhìn xem nhà mình đại ung thói quen. Ngày nào đó không xem liền không dễ chịu, tuy rằng có cái gì thời điểm là rất ít, nhưng là này không ảnh hưởng nàng cho chính mình chế tạo kinh hỉ tâm tình, này không, kinh hỉ liền tới rồi, trước nhìn xem bên trong lương thực, 10 cân bột ngô. Lại có thể ăn được mấy ngày rồi. Còn có mấy cái trứng gà, ai da, Thanh Miêu Nhi hôm nay có thể ăn nhiều một cái trứng, nhìn lại phía dưới. Ai da, hảo nguyên liệu a. So huyện thành mua hảo, Cao Tú Lan lấy ra tới nhìn, cảm thấy trên tay nhéo thực thoải mái. Duy nhất chính là nhan sắc quá mờ. Huyện thành những cái đó tuổi trẻ tiểu cô nương ăn mặc toái hoa nguyên liệu thật đẹp a, nhà mình khuê nữ cũng nên xuyên cái loại này, vì thế liền đối chính mình nam nhân có chút không hài lòng, đại căng a, ngươi không dưỡng quá khuê nữ không biết a, tuổi trẻ khuê nữ muốn ăn mặc tiểu hoa nhi. Hiện tại cùng trước kia không giống nhau, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ngươi này quan niệm không thể quá già rồi. Nhớ kỹ, lần sau đưa nguyên liệu phải cho hài tử đưa tiểu toái hoa a. Tô Đại Căng đồng chí tự nhiên là không có đáp lại nàng, duy nhất cấp ra đáp lại chính là trong phòng kia chỉ gà mái già, thanh khách 2 tiếng. Cao Tú Lan lập tức cho nó niệm một dúng bột ngô, ngươi ăn, ăn nhiều một chút cấp nhà ta nhiều đẻ trứng, nhưng ngàn vạn đừng không đẻ trứng a. Lần trước ta chính mình dưỡng kia chỉ gà mái già chính là không để trứng làm thịt ăn. Ta miễn bàn nhiều thương tâm. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thương tâm a. Gà mái già mổ bột ngô mổ bay nhanh. Buổi sáng chờ những người khác đều sau khi ra ngoài, Cao Tú Lan liền lôi kéo Tô Thanh Hòa vào nhà xem vải dệt. Nhà của chúng ta biên Thanh Miêu Nhi lại có quần áo mới xuyên. Nhan sắc ám điểm nhi, chính là cũng là quần áo mới, mặc ở trên người khẳng định chỉnh tề. Cao Tú Lan cười vẻ mặt thỏa mãn, Tô Thanh Hòa cầm vải dệt xem nửa ngày, vẻ mặt ghét bỏ, mẹ, ta không thích này nhan sắc, này sao xuyên a, nàng hiện tại trên người cái này tuy rằng không phải màu sắc rực rỡ, nhưng là cũng là màu trắng gạo mang điểm nhi điểm đen. Cao Tú Lan hống khuê nữ, đây chính là ngươi ba chuyên môn cho ngươi, ngươi sao không mặc đâu. Ngươi ba khẳng định cũng biết nhà ta khuê nữ muốn xuyên quần áo mới đâu, nhan sắc là ám điểm nhi, nhưng ngươi ba kia không phải không biết sao. Hắn đi thời điểm, ta liền xuyên cái này nhan sắc, Tô Thanh Hòa dẫu miệng nói, mẹ, ngươi cũng đừng gạt ta. Ta này vừa thấy liền biết ta ba là tặng cho ngươi xuyên. Ta ba đều là đương lãnh đạo người, còn có thể không biết chúng ta hiện tại xuyên gì dạng, này nhan sắc vừa thấy liền biết là cho mẹ xuyên, Cao Tú Lan vừa nghe, sắc mặt ngẩn người. Các nàng gia đại căng đây là cố ý, ai da, khó trách đâu, nàng liền nói, nhà bọn họ đại căng sao khả năng như vậy hồ đồ đâu. Trước kia kết hôn lúc ấy, đại căng nhưng sẽ hống nàng, này thật đúng là, Cao Tú Lan cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hơi hắt trên mặt đều che giấu không được màu đỏ sậm. Ai da, chuyện này sao làm khuê nữ đã biết đâu, Tô Thanh Hòa khụ, mẹ, nếu là ta ba cho ngươi, ngươi liền xuyên đi. Ta ba khẳng định là nhìn ta có quần áo xuyên, cho nên cho ngươi tặng nguyên liệu đâu. Ngươi cũng đừng làm hắn không cao hứng, quay đầu lại hắn muốn trách ta không hiếu thuận. Hắn dám. Cao Tú Lan lập tức thay đổi sắc mặt, ngươi ba nếu là dám nói ngươi không hiếu thuận, ta liền đi hắn mộ phần thượng khóc, Tô Thanh Hòa. Hảo, ta ba không nói, kia mẹ, ngươi vẫn là xuyên đi. Ta là không mặc. Bằng không cho ta tẩu tử các nàng cũng thành, tưởng bở, đây là chúng ta đại căng cho ta. Các nàng muốn xuyên quần áo mới, làm các nàng nam nhân chính mình đi mua đi, nói đem vải dệt hướng chính mình gối đầu phía dưới tắt. Chờ ta thiên mát mẻ ta liền làm quần áo xuyên. Hiện tại lúc này phí quần áo, Tô Thanh Hòa tán đồng gật đầu. Này đại trời nóng thật đúng là. Bởi vì thủy thiếu, liền tắm rửa một cái đều cố sức, bởi vì được đến Tô Đại Căn đồng chí tình yêu lễ vật, Cao Tú Lan tâm tình vẫn luôn thực hảo. Đối với ba cái nhi tử cũng cười như tắm mình trong gió xuân, đối con dâu nhóm nói chuyện cũng ôn nhu vài phần, cùng Đại Nha nói chuyện thời điểm, còn sẽ vươn tay chiêu chiêu, Đại Nha nhi, đến nải nơi này tới, làm người trong nhà đều thụ sủng nhược kinh. Tô Ái Quốc lo lắng nhìn chính mình mẹ, mẹ, ngươi sao? Có phải hay không sinh bệnh? Tô Ái Hoa nghe được lời này, thiếu chút nữa đánh hắn ca một cái tát, hắn sao có cái như vậy xuẩn ca. Tô Ái Đảng nói, mẹ, có phải hay không cứu tế lương muốn xuống dưới, lăng, đều là một đám không lương tâm nhãi ranh. Cao Tú Lan ghét bỏ đi tìm chính mình khuê nữ đi, nàng liền nói, trong nhà này, cũng chỉ có Thanh Miêu Nhi cùng nàng là một lòng. Nhiều tri kỷ khuê nữ a, lúc trước may sinh Thanh Miêu Nhi, bằng không nàng này nửa đời sau cùng này đó Bạch Nhãn Lan cùng nhau, sao quá nha, cùng Cao Tú Lan hảo tâm tình không giống nhau, trong đội những người khác đều trông mòn con mắt, không gì tâm tình, bởi vì này đều trung tuần tháng 7, cứu tế lương thế nhưng còn không có xuống dưới, này đại trời nóng tuy rằng có thể đem lưng quần lặt càng khẩn, sau đó lừa chính mình nói thiên quá nhiệt không muốn ăn. Nhưng này đều phải lặt đến xương cốt. Lại lặt sẽ chết người lạp, Quách Trường Thắng đã bị các đồng hương hỏi qua n biến, chính hắn cũng đi công xã bên trong tìm công xã lãnh đạo nhóm hỏi rất nhiều biến, được đến đáp án chính là, chờ, sẽ có. Chờ một chút, nơi nơi đều có khó khăn, sao chúng ta nghiêm trọng địa phương cũng có. Cứu cấp không cứu hoãn, đạo lý đều biết, cũng thật đói bụng thời điểm, ai cũng chịu không nổi cái kia tư vị. Quách Trường Thắng biết, liền lần trước đại nhà ăn kia đốn, rất nhiều nhân gia liền đem phân đến cháo lưu trữ dùng thủy nấu, liền như vậy một đốn. Lăng là làm người trong nhà ăn 10 ngày, hiện giờ khẩn ai chậm ai, liền chờ cứu tế lương xuống dưới này một cái hy vọng. Quách Trường Thắng thậm chí cũng không biết nên làm sao, đi ngang qua nhà họ Tô thời điểm, nhìn Tô gia khuê nữ đang ở trong viện râm mát trong đất phùng kim chỉ, hắn trong lòng liền càng khó chịu, nếu là hắn các đồng hương đều có thể quá thượng nha đầu này như vậy nhật tử, thật là có bao nhiêu hảo a. Tự hồ là nghe được Quách Trường Thắng trong lòng hò hét thanh, Tô Thanh Hòa ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, liền thấy được Quách Trường Thắng. Lão đội trưởng, ngươi sao tới a? Là tìm ta mẹ bọn họ có việc nhi sao, đều đi ra ngoài vội đi. Tô Thanh Hòa đứng lên nói, nàng mới vừa ngủ trưa lên không có việc gì làm, liền cầm một khối bàn tay đại tiểu vải dệt luyện tập đường may, không biện pháp, ai làm không di động không máy tính đâu. Nhà người khác tiểu đồng bọn cũng đều vội vàng làm việc, nàng chỉ có thể cô độc tự tiêu khiển, thuận tiện học học kỹ năng. Quay đầu lại có thể đem nàng mẹ kia hai khối nguyên liệu lộng lại đây làm quần áo. Quách Trường Thắng trong lòng rất khổ, đi đến nhà họ Tô cửa ngồi xuống, ai, Thanh Hòa a, ngươi nói ngươi cuộc sống này quá thật tốt a. Tô Thanh Hòa gật đầu, nàng cũng cảm thấy chính mình cuộc sống này quá khá tốt. Chỉ cần hệ thống không cần thường thường ở nàng trong óc mặt làm ầm ĩ là được. Nhìn Quách Trường Thắng ai tháng khí bộ dáng, Tô Thanh Hòa nói, thúc, cứu tế lương gì thời điểm xuống dưới a. Quách Trường Thắng nghe được cứu tế lương mấy chữ liền đau đầu. Nhà các ngươi cũng muốn nghèo rất mồng tơi, kia đương nhiên. Nhà của chúng ta hiện tại theo ta có thể ăn thượng mấy khẩu, ta ca bọn họ đều là dựa vào trước kia hảo đáy chống đâu. Đều trông cậy vào cứu tế lương đâu. Quách Trường Thắng nhìn ngoài cửa lớn, thở dài, sau đó lấy ra hắn ở công xã bên kia nghe được nói cho Tô Thanh Hòa nghe, từ từ đi, nơi nơi đều có khó khăn, cứu cấp không cứu hoãn. Cứu tế lương tổng hội có, Tô Thanh Hòa, kỳ thật chính là hiện tại không có. Chương 24, tác giả, hồ đồ. Thanh Hòa, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy chúng ta đem lương thực tất cả đều giao đi lên đan sen? Quách Trường Thắng vẻ mặt chua xót nói, lời này Tô Thanh Hòa sao hảo thuyết đâu, muốn nàng nói, gặp loại này thời điểm, đương nhiên là một chút lương thực đều đừng giao, vốn dĩ đều thu không nhiều lắm, còn toàn giao lên rồi, trong đội người lại không phải không cần ăn cơm người sắt. Nhưng nàng không thể nói bậy a. Lão đội trưởng, ta gì cũng không hiểu. Đều là ta mẹ cùng ta ca cho ta ăn. Nhưng ta nhìn liền biết, ta lương thực giao đi lên lúc sau, trong nhà ăn càng ngày càng ít. Đói bụng rất khó chịu, Quách Trường Thắng lau đem đôi mắt, đúng vậy, đói bụng quá khó tiếp thu rồi, hắn đứng lên, người còn lắc lư một chút. Sau đó liền lập tức đi rồi, Tô Thanh Hòa nói, lão đội trưởng, ngươi không đợi ta, mẹ bọn họ đã trở lại, không đợi, ta đi làm việc. Quách Trường Thắng cõng thân mình xua xua tay, Tô Thanh Hòa suy đoán hắn có thể là ở khó chịu. Sao không có khả năng khó chịu đâu, chính là nàng nhìn đều nhìn không được, huống chi là thân thủ đem đoàn người lương thực giao đi lên lão đội trưởng, nếu cứu tế lương còn không xuống dưới, kia giao đi lên liền không chỉ là lương thực, mà là mệnh a. Một lát sau, Cao Tú Lan cùng bọn nhỏ cũng đã trở lại, đều không sai biệt lắm là không tay, Tô Đại Bảo một lại đây liền hướng tới Tô Thanh Hòa chạy, cô, cũng chưa lạp, con Dung cũng không lạp. Đều bị bọn họ đào sạch sẽ. Đều ở ăn, Đại Nha cũng đầu nói, cô, chúng ta không ăn trứng. Khi con Dung liền nhường cho người khác ăn đi, Xuân Ni Nhi đều phải chết đói, ta trở về thời điểm nàng không đào con Dung, liền ở cánh rừng khẩu bên kia trảo vỏ cây ăn, Nhị Nha nói, còn có người đi không nổi lạp, bụng đều trướng đi lên, nói là muốn đi đào thổ ăn. Cô, thổ sao ăn a? Nãy nói người đói bụng, gì đều có thể ăn. Nhưng thổ cũng có thể ăn sao? Cao Tú Lan ở trong phòng bếp thả rổ, ra tới nghe được bọn nhỏ cùng Tô Thanh Hòa nói chuyện, không cao hứng nói, được rồi, đây là muốn làm gì a? Đói chết người sao, nói cho các ngươi cô nghe làm gì, ý định dọa các ngươi cô đâu, bọn nhỏ đều không nói. Tô Thanh Hòa nhíu mày nói, mẹ, ta hôm nay nghe Quách đội trưởng nói, cứu tế lương gần nhất hạ không tới a, điều này phân thượng. Cao Tú Lan bưng cầm cái chổi tắt Đại Nha trong tay, quét rác, lại chỉ huy Nhị Nha đi lau cái bàn ghế dựa gì. Dù sao nha đầu đều đừng nhàn rỗi. Tưởng tượng bọn họ ăn cơm không làm việc liền đau lòng, lại đem Tô Đại Bảo cùng Tô Nhị Bảo đuổi tới trong phòng đi chơi, lúc này mới ngồi ở Tô Thanh Hòa bên cạnh, ngươi đừng nghe bọn nhỏ bịa chuyện, bọn họ chính là chạm vào cơ hồ tương đối nghèo nhân gia. Không gì sức lao động, đều lão nhược bệnh tàn đâu, nhà khác như thế nào cũng có thể ăn một đốn, nhiều lắm chính là không sức lực, tạm thời còn không chết được. Cao Tú Lan nói xong thở dài, nhà ta nếu không phải dựa vào ngươi ba, hiện tại cũng không thành lạp. Bọn nhỏ nhiều như vậy, liền tính không cho ăn no cũng muốn một ngụm ăn, cũng may mắn ngươi ca bọn họ tam đều là tráng lao động, trước kia phân lương thực liền so nhà khác nhiều. Thanh Miêu Nhi a, về sau ta tìm đối tượng, cũng phải tìm nam đinh nhiều gia đình, ngàn vạn đừng tìm chỉ một cái nhi tử. Tô Thanh Hòa theo gật đầu, trong lòng lại nghĩ hiện tại trong đội thảm trạng a, gặm vỏ cây, ăn bùn đất. Này đó đã từng nàng nghe người ta đương chuyện xưa giảng sự tình, hiện tại thật là phát sinh ở nàng bên người đâu. Giữa trưa Tô Ái Quốc bọn họ tan tầm cũng rất sớm, đều không làm việc, không cái kia sức lực. Tô Ái Quốc lau mặt, ngồi ở trong nhà tứ phương trên bàn thở dài. Tô Ái Đảng nói, muốn ta nói làm cái rắm, này nhìn liền trường không ra gì đồ vật, còn không bằng nghỉ ngơi một chút sức lực. Tô Ái Hoa một mông ngồi ở hắn huynh đệ bên cạnh, mẹ, ngươi nói này cứu tế lương gì thời điểm xuống dưới a, bằng không ta đi tìm Đại Cửu hỏi một chút, hỏi hắn hữu dụng sao, hiện tại không đều nói hạ không tới sao. Cao Tú Lan sụ mặt nói, trong lòng cũng đặc biệt khó chịu. Tổng không thể luôn dựa vào nàng nam nhân Tô Đại Căn dưỡng trong nhà đi, bằng gì a, nhà mình lao động nhiều như vậy đâu, nếu là phân lương thực, đạt được nhiều ít a, này phân không xuống dưới không đều là nhà mình mệt sao. Nói nữa, ai biết các nàng gia Đại Căn gì thời điểm liền không rảnh lo trong nhà. Vẫn là dựa mặt trên người a. Giữa trưa cơm nước xong, người trong nhà lại chuẩn bị hữu khí vô lực xuống ruộng làm việc, liền thấy nhà họ Đinh cùng nhà họ Lâm người lại tới nữa. Không giống lần trước như vậy là cả gia đình người tới, này ăn chỉ Lâm lão nương cùng Đinh lão nương tới, phía sau còn đi theo cái hộ giá hộ tống Đinh Kiến Quân. Nhìn Thông gia tới, Cao Tú Lan mặt liền kéo dài quá. Lâm lão nương chạy nhanh nhi nói, Thông gia a, ta nghe nói cứu tế lương hạ không tới a, các ngươi trong đội rất nhiều nhân gia nghèo rất mồng tơi, liền nghĩ đưa điểm lương thực lại đây. Lâm lão nương đem trong tay túi tử đưa cho Lâm Thục Hồng, Lâm Thục Hồng đỏ đôi mắt, mẹ, ngươi làm gì a, nhà mình không ăn, ăn cái rắm a, còn không phải là vì các ngươi này đó bác đi ra ngoài thủy rầu thúi ruột. Đinh lão nương cũng đem chính mình trong tay túi cấp Đinh Quế Hoa. Cao Tú Lan vừa thấy, trên mặt liền mang theo cười, ai da ta nói các ngươi đại thật xa lại đây, đừng khách khí, còn đưa nhiều như vậy lương thực lại đây, ta đây là sợ ta khuê nữ cùng cháu ngoại chết đói. Đinh lão nương thở phì phì nói, lần trước về nhà nhưng đem nàng tức điên, chính là rốt cuộc là chính mình thân khuê nữ, còn có thể mặc kệ. Mấy ngày nay vừa nghe tình huống càng ngày càng không hảo, ở trong nhà cũng ngồi không yên, người một nhà lặt khẩn lưng quần, một ngày ăn ít một đốn, cũng liền tiết kiệm được một ít lương thực xuống dưới. Chạy nhanh mời Lâm gia cùng nhau lại đây. Đinh Quế Hoa chạy nhanh nhi nói, mẹ, sao khả năng đói chết đâu. Đều có một ngụm ăn. Các ngươi chính mình lưu trữ ăn đi. Không thể giúp nhà mẹ đẻ vội, cũng không nghĩ liên lụy nhà mẹ đẻ chân sau a. Cao Tú Lan ước lượng trong tay lương thực, đều không sai biệt lắm trọng lượng, đánh giá có thể có 2 cân. Ân, này lại có thể đối phó mấy đốn, ai gia ta liền không chiêu đãi các ngươi, lão đại gia cùng lão nhị gia cùng các ngươi mẹ nói hội thoại đi, nói lập tức vào phòng, Tô Thanh Hòa cũng theo sau theo đi vào, trong phòng, Cao Tú Lan vui sướng hài lòng đem đồ vật phóng tới đại ung bên trong. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, nàng khuê nữ liền vào được, mẹ, nhân gia tặng đồ vật, ta có phải hay không cũng muốn đáp lễ a? Tô Thanh Hòa đã nhìn ra, Lâm gia cùng Đinh gia hai vị đại nương so lần trước tới còn muốn tiều tụy, đánh giá nhật tử cũng không hảo quá. Cao Tú Lan nói, hồi cái gì a, tới xem bọn họ khuê nữ mang đồ vật sao, mẹ, ta là như vậy tưởng. Tô Thanh Hòa thò qua tới nói, ngươi xem nhà ta hiện tại cũng không tới cái kia phần thượng, đại tẩu cùng nhị tẩu nhà mẹ đẻ cũng không ai giúp đỡ, điểm này lương thực đánh giá cũng là chính bọn họ trong miệng tiết kiệm được tới. Vốn dĩ đại tẩu nhị tẩu ăn trong nhà, trong lòng thiếu chúng ta tình cảm, đó là ân cứu mạng a, nhưng ta nếu là thu bọn họ này mấy cân lương thực, này tình cảm không phải thiếu sao. Vạn nhất nhà bọn họ nếu ai đói ra cái tốt xấu tới, này còn ghi hận thượng. Ít nhiều a, ta này sao tính đều không có lời, bọn họ dám. Nếu ai không nhớ kỹ tình cảm, ta không tha cho bọn họ. Cao Tú Lan sụ mặt nói, mẹ, người này tâm cách cái bụng, là sẽ biến. Ta cần phải đề phòng a, nhiều ít hồi điểm nhi, chúng ta không nợ nhân gia nhân tình. Về sau nếu là có không cần nhân tình tiện nghi, chúng ta dốc hết sức chiếm. Cao Tú Lan cảm thấy khuê nữ giống chính mình, không có hại, kiều khóe miệng nói, còn không phải sao, có tiện nghi không chiếm là xuẩn trứng. Tô Thanh Hòa, nàng mới không phải xuẩn trứng. Nàng là không nghĩ chiếm loại này cứu mạng lương tiện nghi, không quan tâm như thế nào, ở Tô Thanh Hòa khuyên bảo hạ, Cao Tú Lan hoặc nhiều hoặc ít cấp hai vị thông gia trở về lễ, nhân gia đưa chính là cao lương mặt, nàng liền trực tiếp hồi cao lương, hoặc nhiều hoặc ít muốn dính điểm nhi tiện nghi. Dù vậy, Đinh lão nương cùng Lâm lão nương đều kinh ngạc hỏng rồi, nương nha, này Thái Dương có phải hay không đánh phía tây ra tới a, ra bên ngoài vừa thấy, thật đúng là ở phía tây. Cao Tú Lan kéo cái này mặt nói, không chiếm được đại tiện nghi, trong lòng nhiều ít có chút không sảng khoái, chính là trong miệng cũng không thể túng, nhà ta cũng không phải là chiếm tiện nghi người, ngươi tới ta đi, ta chú ý. Đều nói tay không đi nhà mẹ đẻ, đầy tay tới nhà chồng. Này tới nhà chồng cùng đi nhà mẹ đẻ là bất đồng, nhưng ta làm nhà chồng cũng không bạc đãi các ngươi làm nhà mẹ đẻ. Lâm Thục Hồng cùng Đinh Quế Hoa cảm động nhìn các nàng bà. Các nàng bà ngày thường nhìn keo kiệt lại thích chiếm tiện nghi, không nghĩ tới này thời khắc mấu chốt vẫn là thực minh lý lẽ a, trước kia đều là hiểu lầm nàng lão nhân gia. Hoạn nạn thấy chân tình a, gặp cái hảo mẹ, còn gặp gỡ cái hảo bà. Tô Ái Quốc cùng Tô Ái Hoa cũng vẻ mặt khó chịu nhìn chính mình lão nương. Cảm thấy chính mình lão nương đây là tự cấp bọn họ tranh mặt mũi. Cao Tú Lan xem không được các nàng cái dạng này, đem túi hướng Lâm lão nương cùng Đinh lão nương các nàng bên kia đệ, cầm, vội vàng đâu. Lâm lão nương thụ sủng nhược kinh tiếp nhận tới, thông gia, ngươi thật đúng là quá khách khí. Đinh lão nương trong lòng cũng có chút biệt nữ tiếp nhận tới. Trong lòng cảm thấy Cao Tú Lan người này vẫn là không tồi. Tô Thanh Hòa nhìn các nàng phản ứng, đột nhiên nhớ tới trước kia nghe người ta nói quá một loại tình huống. Ngày thường đối nhân gia không tốt, thình lình hảo một chút, ngươi ở người khác trong lòng chính là người tốt. Cho nên phim truyền hình bên trong như vậy nhiều vai ác nhân vật cuối cùng đều sẽ dễ dàng như vậy, tẩy trắng, chính là bởi vì vai chính bị ngược nhiều. Khụ, nàng mẹ cũng không phải là vai ác, nàng mẹ là miệng dao găm tâm đậu hũ, bởi vì buổi chiều đều phải làm việc, cho nên Lâm lão nương cùng Đinh lão nương xách theo đáp lễ liền ở Đinh Kiến Quân hộ tống lần tới gia. Trên đường Lâm lão nương vẫn luôn nhắc mãi Cao Tú Lan hảo. Nhà của chúng ta Thục Hồng nói đúng, nàng bà vẫn là khá tốt. Thời buổi này nhà ai bỏ được cấp tức phụ nhà mẹ để đưa lương thực a, Đinh lão nương nhận đồng gật đầu. Trong lòng chính là tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, Lâm lão nương lại nói, cho nên nói a, người này muốn xem thời điểm mấu chốt sao làm, ngày thường lại hảo cũng vô dụng. Ta xem bà thông gia người là thật sự người tốt. Chính là miệng dao găm tâm đậu hũ. Đinh lão nương lại gật đầu, nhà họ Lâm lời này nói khá tốt, thời điểm mấu chốt vẫn là không tồi. Bỏ được cấp lương thực đâu. Nàng về nhà cũng chưa tay không, Đinh Kiến Quân kỳ quái nói, Mẹ, chúng ta đi thời điểm cũng không rảnh tay a. Lâm lão nương cùng Đinh lão nương. Đinh lão nương chụp một chút hắn đầu, ngươi hiểu gì a, đi nhà chồng cùng đi nhà mẹ đẻ có thể giống nhau sao? Đinh Kiến Quân vuốt đầu mình, vẻ mặt đau khổ, trong lòng nghĩ, sao liền không giống nhau? Nghĩ, nga, mới vừa Tô gia đại nương nói, muốn tay không về nhà mẹ đẻ, đầy tay tới nhà chồng, tiễn đi Lâm lão nương bọn họ, Tô Ái Quốc bọn họ cũng đi làm việc, tuy rằng trong đất hiện tại cũng không gì sống làm, chính là đều luyến tiếc về điểm này nhi công điểm, chính là qua bên kia hỗn điểm nhi, cũng có thể hỗn công điểm a. Cao Tú Lan cũng không đau lòng bọn họ, ăn cơm không làm việc, bằng gì a, đều cút đi làm việc đi, bởi vì vừa mới mấy cân cao lương chuyện này, nhưng đem Tô Ái Quốc cùng Lâm Thục Hồng bọn họ cảm động hỏng rồi, liền tính Cao Tú Lan hùng hùng hổ hổ, mấy người trên mặt cũng là mang theo cười, chờ bọn họ đi rồi lúc sau, Cao Tú Lan lúc này mới xoay người tìm nàng khuê nữ. Thanh Miêu Nhi a, vẫn là ngươi thông minh, ta mới vừa suy nghĩ, bọn họ lần này xem ta trở về lễ, lần sau chỉ định muốn nhiều đưa điểm lại đây. Lần sau ta liền không còn, ta chiếm tiện nghi còn đại. Tô Thanh Hòa ngốc nhìn nàng mẹ ơi, ngươi thật đúng là thông minh. Này đều có thể nghĩ đến a, này không phải giống về sau cái loại này lừa dối sao, lần đầu tiên tìm người vay tiền liền bổn mang tức còn, lần thứ hai mượn nhiều trực tiếp trốn chạy, cùng chính mình khuê nữ nói xong lời nói, Cao Tú Lan cũng mang theo cháu trai cháu gái nhóm đi ra ngoài nhặt sài, thuận tiện nhìn xem có thể hay không chuyển điểm nhi thảo căn trở về, không rau xanh, phóng điểm nhi thảo căn ở trong nồi nấu cũng là giống nhau, chờ bọn họ đều đi rồi, Tô Thanh Hòa cũng đóng lại viện môn về phòng bên trong. Trong đội người đều phải chết đói, mà nàng trong tay còn nhéo 5.000 cân lương thực vô pháp động, tựa như chính mình cầm một lung bánh bao thịt, nhìn có người ở chính mình trước mặt đói chết giống nhau, nhìn không thấy địa phương, nàng quản không được. Thấy được địa phương. Như thế nào cũng muốn giúp một phen a, chỉ cần ngao đến cứu tế lương xuống dưới. Đại gia không đói chết liền thành, chương 25, tác giả, hồ đồ, Tô Thanh Hòa phân tích một chút, giả thần giả quỷ không thể được. Cũng không phải tất cả mọi người giống như nàng mẹ giống nhau đối nữ nhi là vô điều kiện sủng ái cùng tín nhiệm, nếu là ở trong đội như vậy nhiều người trước mặt làm chuyện này, tổng hội có một ít không thành thật người đem tin tức truyền ra đi. Đến lúc đó rước lấy càng cao mặt người chú ý liền không hảo, tuy rằng hệ thống có thể xác định địa điểm thả xuống. Nhưng là phàm là liền sợ tế ra, vẫn là đến có cái bình thường xuất xứ a, hệ thống, tới, ta thương lượng một chút chuyện tốt. Ngươi không phải trí tuệ nhân tạo sao, giúp ta ra chủ ý, ta này lương thực sao thả xuống, mới có thể không cho người hoài nghi a. Ký chủ, bổn hệ thống chỉ phụ trách ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, ta đem ngươi đương bằng hữu, ngươi đem ta đương công nhân. Tô Thanh Hòa bất mãn, sau đó chính mình nghĩ cách, ký chủ, ngươi có thể không cần phải xen vào, căn cứ hệ thống phân tích, ở 200 năm trước bản địa cũng từng phát sinh quá cùng loại tình huống. Hiện tại vẫn như cũ bảo tồn đến nay, trí tuệ nhân tạo sẽ không lý giải nhân loại tâm tình. Bởi vì chúng nó chỉ biết phân tích số liệu, mà chúng nó sở phân tích những cái đó trừ số liệu, trùng hợp lại là từng điều tươi sống mạng người. Bất quá, hệ thống, ngươi nói 200 năm trước phát sinh quá cùng loại sự tình, đúng vậy. Yêu cầu nhìn xem cụ thể lịch sử tư liệu sao, hệ thống phân tích đến ký chủ lúc này tư tưởng vì chính năng lượng, phù hợp quân tẩu tính chất đặc biệt, miễn phí cung cấp trợ giúp. Tô Thanh Hòa kinh ngạc, xem ra các ngươi còn rất nhân tính hóa, tới, làm ta nhìn xem trước kia tư liệu, không chuẩn ta có thể biết được làm sao, chỉ nghe được đinh một tiếng, một ít tư liệu liền đến Tô Thanh Hòa trong óc mặt, cụ thể tư liệu cũng bất tường tế, chỉ là ghi lại hơn 200 năm trước bởi vì khí hậu nguyên nhân, hơn nửa địa phương đại địa chủ áp bức, năm mất mùa thời điểm dân chúng đã trải qua một lần đất hoang, bất quá lần đó lúc sau, quan hệ liền hảo đi lên. Bởi vì Tô gia thôn có người từ bên ngoài mượn loại tốt trở về, ba cái thôn cùng nhau lao động, chậm rãi phát triển lên, cũng là vì nguyên nhân này, Tô gia thôn, Điền gia thôn còn có Tôn gia thôn, ba cái thôn quan hệ bắt đầu thân cận. Phòng ở là càng làm càng gần, hiện giờ cũng phân đến một cái trong đội, thật đúng là lịch sử sâu xa a. Ta có biện pháp, hệ thống, ta muốn đổi lương thực, có thể hay không đem ta những cái đó lúa đổi thành trần lương a, niên đại lâu một ít. Tốt nhất là càng lâu càng tốt, phần thưởng không nhận đổi trả, đổi thu thủ tục phí. Xen vào ký chủ phát huy chính năng lượng, lần này phục vụ miễn thu thủ tục phí, hệ thống, ngươi thật là càng ngày càng đáng yêu, cho ta đổi thành niên đại lâu một ít trần lương, sau đó muốn bảo đảm có thể ăn a, khó ăn chút cũng không quan hệ, mấu chốt là nếu có thể ăn, ký chủ xin yên tâm, bổn hệ thống thỏa mãn ký chủ hết thảy yêu cầu. Tô Thanh Hòa tổng cộng thay đổi 4.500 cân lương thực. Nàng tính qua, bình quân một người có thể bắt được 4 cân nhiều lương thực, tỉnh ăn, ở cái này niên đại cũng có thể căng một tháng, mà một tháng lúc sau, trong đất một ít lương thực cũng có thể kém không đều trường chính. Cứu tế lương lại muộn cũng nên xuống dưới, vừa vặn tốt, dư lại gần 1.000 cân lương thực, chính mình lưu trữ từ từ ăn. Về sau nàng nấu cơm cũng có thể không cần vẫn luôn đổi lương thực, có thể đổi điểm nhi đồ ăn. Lương thực đổi hảo lúc sau, Tô Thanh Hòa lại làm hệ thống tìm xem phụ cận có hay không thích hợp thả xuống thấp điểm. Tốt nhất là cái loại này còn không có bị người phát hiện quá địa phương, không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là phát hiện mấy chỗ địa phương, đều là một ít nhân gia hầm. Trong đó còn có cái diện tích lớn nhất hầm, liền ở trong đội quảng trường phía dưới, nhập khẩu chính là quảng trường bên kia đại cây hòe. Đây là rất nhiều năm trước một cái đại địa hầm. Bởi vì niên đại lâu lắm, đã không thể nào khảo chứng, hơn nữa phòng ở vị trí đều có biến động, cho nên cái này hầm còn không có người phát hiện quá. Tô Thanh Hòa trước kia xem di động tin tức, thường xuyên xem nhân gia cái gì trong nhà đào ra hầm, sau đó bên trong cất giấu bảo tàng sự tình, không nghĩ tới là thật sự. Đương nhiên, này hầm bên trong là không gì đáng giá đồ vật, nhưng thật ra có mấy cái dưa muối cái bình. Tô Thanh Hòa làm hệ thống giúp đỡ đem dưa muối cái bình thu được chính mình chứa đựng trong không gian mặt. Mũi lại tiểu cũng là thịt a, ai biết này mấy trăm năm trước bình gốm cái bình về sau có thể hay không đổi tiền. Lần này phục vụ vì ký chủ tư nhân hành vi, thu phí dụng một cái bình gốm, ngươi cao hứng liền hảo. Hệ thống hào phóng, nàng cũng hào phóng, thực hảo. Lương thực thả xuống lúc sau, Tô Thanh Hòa cảm thấy như vậy còn không được. Hệ thống a, ta này vận chuyển đồ vật luôn có cái thu hóa người, ngươi nói có phải hay không, nhân gia giống nhau chuyển phát nhanh công ty đều có này phục vụ. Ngươi giúp ta ở bên kia lưu mấy chữ, ân liền nói, năm mất mùa may mắn còn tồn tại, lưu cùng hậu nhân cứu mạng lương, lưu danh chính là Tô, Điền, Tôn. Không biết các ngươi có thể hay không làm cũ a, ký chủ, bổn hệ thống có thể đem bất đồng thời không vật phẩm thay đổi. Không cần làm cũ, ngươi quá lợi hại. Tô Thanh Hòa rất tò mò, rốt cuộc khai phá hệ thống tinh tế thời đại phát triển trở thành bộ dáng gì. Lại lần nữa hâm mộ đi nhà ăn ăn thịt nguyên chủ. Buổi tối ngủ thời điểm, Tô Thanh Hòa liền nhận được hệ thống thông tri, lương thực thả xuống thành công, liền để thư lại cũng viết hảo bỏ vào đi. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, Tô Ái Quốc bọn họ hữu khí vô lực đi làm công, không biện pháp, bên người đều là một đám không sức lực làm việc người, bọn họ mặc dù có 3 phần sức lực, cũng bị ảnh hưởng không có ý chí chiến đấu, sao cảm giác nhìn không tới hy vọng lạc. Cao Tú Lan cũng không chuẩn bị mang theo bọn nhỏ đi đào con dung, nàng tuy rằng thích chiếm tiện nghi, chính là cùng nhân gia chặt đứt đốn người đoạt kia đồ vật, nàng lo lắng về sau sẽ ác nợ a. Tuy rằng hiện tại phá 4 cũ, nhưng nàng trong lòng là tin tưởng. Rốt cuộc có nàng nam nhân Tô Đại Căn đâu. Thanh Miêu Nhi, ta quá mấy ngày đi ngươi bà ngoại gia một chuyến, đến lộng điểm đường đỏ đã trở lại, rảnh rỗi, Cao Tú Lan liền nghĩ đến chính mình đã lâu không về nhà mẹ để đi tống tiền, nàng lão nương đánh giá cho nàng để lại không ít thứ tốt đâu, đến đi lấy về tới, đỡ phải đến lúc đó tiện nghi người khác. Ở trong lòng nàng, trừ bỏ nàng khuê nữ, những người khác đều là người khác. Tô Thanh Hòa gật gật đầu, nàng trong lòng còn ở nhớ thương như thế nào có thể làm người phát hiện những cái đó lương thực a, trừ phi trời nắng một cái địa lôi có thể làm người đem kia đại cây hòe cấp phê đổ, bằng không ai sẽ phát hiện cái kia nhập khẩu a, trong đội người lại không có khả năng không có chuyện gì đi đẩy kia cây. Trừ phi bọn họ biết bên trong có ăn, thời buổi này trừ bỏ lương thực có thể ăn, còn có một loại đáng yêu tiểu động vật hiện tại cũng là hương bánh trái. Lần trước trong đội người đều nơi nơi đào động trảo đâu, bất quá chuột động nhiều, có một con người sống sót ra tới đi bộ cũng không kỳ quái. Giữa trưa Tô Thanh Hòa mới làm xong cơm, chứa đựng trong không gian mặt liền xuất hiện một con tiểu động vật. Tô Thanh Hòa xem da đầu tê dại, chờ người trong nhà cơm nước xong, Tô Thanh Hòa liền về phòng bên trong ngủ trưa. Vào trong phòng, nàng liền nói, hệ thống, ngươi xác định nó có thể nghe lời hướng chỗ đó chạy, ký chủ cuối cùng thả xuống địa điểm ở bên kia, nó sẽ tự hành qua đi. Tô Thanh Hòa lúc này mới yên tâm, trực tiếp đem lão thử thả xuống ra tới, sau đó đứng dậy biên chạy ra phòng còn biên ồn ào, lão thử a, thật lớn một con lão thử a, thanh âm này có thể nói là kinh thiên động địa. Không, hẳn là lời nói tin tức kinh thiên động địa, lão thử, vẫn là rất lớn vẫn luôn lão thử, Nhà họ Tô mọi người chi ở nháy mắt gian, liền nhìn đến một đạo màu xám tiểu ảnh tử lưu đi ra ngoài. Cao Tú Lan trực tiếp chụp cái bàn, thất thần làm gì a, truy a, Tô gia lão tiểu tiểu lập tức chạy đi ra ngoài. Tô Thanh Hòa sợ tới mức đến không được, mẹ, thật lớn vẫn luôn lão thử a, đem ta khoai lang khô đều gặm xong rồi. Nàng cầm trong tay bị lão thử cắn khoai lang khô, ta trong đội sao tới như vậy đại lão thử a. Nàng kinh tủng nói, Cao Tú Lan cả người đều không tốt, không phải là ăn nhà ta lương thực đi, nàng chạy nhanh đi xem, còn hảo, đại ung bên trong lương thực đều cái hảo. Cũng không biết là tai họa nhà ai lương thực, từ, lương thực. Thời buổi này nhà ai còn có lương thực bị tai họa a, ai da, này chuột nhãi con không phải là biết nơi nào cất giấu lương thực đi. Làm một cái người từng trải, Cao Tú Lan lập tức liền phản ứng lại đây, khóa lại cửa phòng liền lôi kéo chính mình khuê nữ chạy, Thanh Miêu Nhi ta đi mau, kia lão thử như vậy phì, không chuẩn trong ổ còn có lương đâu, mẹ con hai cũng chạy nhanh xông ra ngoài, tìm Thanh Âm, hai người đuổi tới trong đội trên quảng trường mặt, một đám người liền đều ở vây quanh Tô gia tam huynh đệ, nhìn bọn họ đào cây hòe ngầm động, ái quốc a, kia lão thử thật sự thực phì a, từ ta dưới lòng bàn chân lưu qua đi lạp. Nhìn có không ít thịt a. Một cái đói choáng váng lão đại thúc nói, hắn mới vừa hơi kém liền té xỉu, này chuột cho hắn sống sót hy vọng a, kết quả vẫn là không chạy qua tam huynh đệ, những người khác cũng sôi nổi gật đầu, thật lớn chuột, bọn họ nghe được Thanh Âm liền đuổi theo ra tới, chỉ nhìn đến một con chuột chạy tới, khoan thành động đi, Tô Ái Đảng nói, này chuột cũng không biết tai họa nhà ai lương thực, không phải là ăn chúng ta trong đội kho lúa bên trong lương thực đi. Hiện tại ta kho lúa bên trong lương thực giao lên rồi, liền tai họa đến trong đội nhân gia tới, Cao Tú Lan chạy thở hổn hển, nghe được nhi tử lời này lập tức nói, cũng không phải là sao, ngươi đại muội luyến tiếc ăn hai khối khoai lang khô, tắt gối đầu phía dưới đã bị tai họa, này sát ngàn đao, ta nếu là bắt được, nhất định cho nó hầm, một câu liền bắt lấy quyền sở hữu, Tô Thanh Hòa bội phục nàng mẹ ơi. Nhưng là nàng kiên quyết không ăn, tuy rằng đây là một con nhân công chăn nuôi. Tô Ái Đảng đào nửa ngày không móc ra tới, Tô Ái Quốc chạy nhanh như chớp chạy trong đội nhà kho đi lấy xẻng lại đây. Tô Ái Hoa nghiên cứu một chút lỗ nhỏ khẩu cùng động biên thổ chất, chỉ đạo chính mình ca cùng đệ đào. Kết quả cửa động càng đào càng lớn, cũng không thấy được chuột động. Ngược lại đem khô héo đại cây hòe cấp đào đổ, Tô gia tam huynh đệ, Cao Tú Lan nói, ai da, đoàn người lại có thể phân củi lửa. Thời buổi này nhặt củi lửa đều không hảo nhặt, lúc này bớt việc nhi. Mẹ, không phải a, này động thật lớn a, giống như phía dưới có cái gì, Tô Ái Hoa hét lên, Cao Tú Lan vừa nghe liền giật mình, chuột qua khẳng định liền ở bên trong, những người khác đều vây quanh lại đây. Vài người liền phải hướng bên trong toảng. Nhưng có Tô gia tam huynh đệ ở phía trước đâu, ta vào xem. Cao Tú Lan lập tức nói. Này vạn nhất bên trong có nguy hiểm làm sao, Tô Ái Đảng nói, mẹ, vạn nhất ngươi quăng ngã làm sao, ta đi vào xem. Nói trực tiếp chui đi vào, một lát sau, chỉ nghe được bên trong một trận tiếng thét chói tai. Sau đó Tô Ái Đảng đầy mặt hồng quang chạy ra tới, mẹ, Tô Ái Đảng đầu lưỡi đều bắt đầu run, sao, nhìn đến chuột qua. Cao Tú Lan kích động nói, Tô Ái Đảng vội không ngừng lắc đầu, lời nói đều nói không rõ, rốt cuộc sao. Cao Tú Lan vội vã muốn chính mình đi vào xem, đây là đang làm gì, đại giữa trưa đều chạy ra, đây là khai đại hội a. Quách Trường Thắng nghiêm túc thanh âm truyền đến, mới vừa nháo ra tới động tĩnh quá lớn, hắn còn tưởng rằng là đoàn người đánh nhau rồi đâu, chạy nhanh chạy ra xem. Kết quả nhìn đều vây quanh đại cây hòe. Thụ đổ, này sao hồi sự, ai làm cho, đoàn người nhìn về phía Tô gia tam huynh đệ, Tô Ái Quốc cùng Tô Ái Hoa vẻ mặt xấu hổ. Tô Ái Đảng nói, đội trưởng, bên trong có lương thực, thật nhiều, nghe được lời này, Quách Trường Thắng nhìn hắn. Vẻ mặt hiếu kỳ nói, Tô Ái Đảng, ngươi cũng đói hôn mê, Tô Ái Đảng vốn đang ở kích động trung đâu, kết quả nghe được lời này, lập tức tức điên, thật là lương thực. Đôi ở bên nhau, thật nhiều, trừ bỏ ở trong đội kho lúa bên trong, hắn còn không có nhìn đến nhà ai có thể có như vậy nhiều lương thực đâu. Quách Trường Thắng nghe được lời này, lập tức liền phải hướng bên trong đi. Những người khác cũng muốn đi vào, Quách Trường Thắng nói, đều làm gì đâu, đây là có cái gì, cũng không thể đoạt, ta đi trước nhìn xem tình huống, nói liền chui đi vào, qua một lát, Quách Trường Thắng chảy nước mắt ra tới, sao đội trưởng, có phải hay không thật sự có lương thực a? Đoàn người mắt mạo lục quan nhìn Quách Trường Thắng. Quách Trường Thắng lau lão nước mắt, mở họp, khai đại hội, chạy nhanh triệu tập trong đội người tới khai đại hội, có đại sự nhi, lại nghĩ, nói, khiến cho các gia các hộ đương gia tới, nữ đồng chí cùng bọn nhỏ liền không cần tới. Tỉnh thêm phiền, lập tức liền có người đi giúp đỡ Quách Trường Thắng gõ vang trong đội chiên trống, đương 3 tiếng động tĩnh, đây là toàn bộ trong đội nam nhân tới mở họp tín hiệu. Cao Tú Lan không cao hứng nói, sao xem thường nữ đồng chí đâu, này còn may mà nhà của chúng ta Thanh Miêu Nhi mấy khối địa dưa làm đâu. Nếu không phải nàng phóng tới gối đầu phía dưới, đưa tới lão thử, chúng ta cũng tìm không thấy cái này chỗ ngồi. Quách Trường Thắng áp lực kích động nói, hảo, ta đều nhớ kỹ đâu, quay đầu lại lòng ta rõ ràng. Một lát sau, trong đội người đương gia đều tới. Có chút là các nam nhân, có chút là trong nhà cùng Cao Tú Lan giống nhau đương gia lão nương, mấy trăm hào người đứng chung một chỗ. Quách Trường Thắng lôi kéo đại giọng nói, các đồng chí, các đồng hương, hôm nay. Liền vừa mới giữa trưa, ta phát hiện một cái chỗ ngồi, bên trong có một phong thơ, nhìn là trước đây người lưu lại, mặt trên viết, năm mất mùa may mắn còn tồn tại, lưu cùng hậu nhân cứu mạng lương, lạc khoản là Tô, Điền, Tôn, không nhìn lầm, chúng ta phát hiện trước kia người lưu lại lương thực lạc, lời này rơi xuống dưới, những người khác nghị luận sôi nổi, có lão nhân kích động nói, không sai a, ta nghe ông nội của ta nói qua a, ta nơi này trước kia ngộ quá hoang a, đói chết thật nhiều người a, đây là ta lão tổ tông sợ chúng ta hậu nhân cũng gặp năm mất mùa đâu. Nói xong lệ nóng doanh tròng, là thật vậy chăng đội trưởng, ta có ăn, này có thể hay không giao đi lên a, ta lão tổ tông cấp ta cứu mạng, còn muốn giao đi lên sao? Có người lo lắng nói. Quách Trường Thắng nói, ta phân. Ta Quách Trường Thắng xin lỗi các đồng hương, hôm nay này lương thực đều là cứu mạng lương. Ta phân. Ta đều phải hảo sống, tức khắc một mảnh tiếng kêu. Cùng tiếng khóc có tiếng cười, chương 26, tác giả, Hồ Đồ, trong đội các đồng hương đã sớm đã bị huấn luyện ra, trong xương cốt đều là nghe mặt trên an bài, cho nên mặc dù ở đói đôi mắt xanh lè dưới tình huống, cũng không ai dám tranh đoạt lương thực, dù sao đều là muốn phát xuống dưới, đội trưởng nói, tất cả đều phát. Quách Trường Thắng mang theo đoàn người cùng nhau đem cửa động đào. Mang theo mấy cái tuổi đại điểm lão nhân cùng mấy cái người trẻ tuổi cùng nhau đi xuống. Chính là vì xác định đồ vật cũng chưa động quá, không sai, đều thực hoàn hảo. Mà phía trước lão thử cũng ở bên trong. Tô Ái Đản trực tiếp dùng túi cấp bộ, tìm một chút không thấy được lão thử qua, đánh giá chính là bị người trong thôn bắt lúc sau may mắn còn tồn tại xuống dưới một con độc chuột, thất vọng về thất vọng, tốt xấu có lương thực. Sau đó bắt đầu trang lương thực, bởi vì phóng thời gian quá dài, lúa một cổ trần vị, chính là ai cũng không ghét bỏ, ngược lại cảm thấy đây là lương thực mùi hương, thật hương a. Quách Trường Thắng cao hứng nói, những người khác cũng nhạt nở hoa, vốn dĩ làm việc thời điểm đều hữu khí vô lực, lúc này giống sử không xong sức lực giống nhau. Đều khí thế ngất trời làm việc, đoàn người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, thực mau liền đem lúa cấp một cái không dư thừa rót vào trong túi mặt, sau đó quá xưng cân nặng, trừ bỏ túi trọng lượng, vừa lúc 4.500 cân còn kém một ít, những người khác cảm thấy khẳng định chuột ăn một ít, đau lòng đến không được, nhưng mà chuột đã bị phân cho nhà họ Tô. Bởi vì nhà họ Tô khuê nữ khoai lang khô đưa tới chuột, sau đó mới phát hiện cái này địa phương, cho nên Quách Trường Thắng đem chuột làm trong đội khen thưởng phát cho nhà họ Tô. Mọi người lần đầu tiên phát hiện, ham ăn biếng làm thế nhưng có lớn như vậy tác dụng, lần này vẫn là ấn người 6 lao 4 tới phân lương thực. Phân lương thực thời điểm, đoàn người giống ăn Tết giống nhau, vui mừng cầm túi tử tới trang lương thực. Quách Trường Thắng làm người cầm ký lục bổn lại đây, phàm là muốn bắt lương thực, đều phải ký tên hoặc là ấn cái dấu tay, tỏ vẻ chính mình đây là đồng ý phân lương thực. Trong đội người bình quân xuống dưới, mỗi người đều có thể đến vài cân, chỉ cần dân cư nhiều, phân cũng nhiều, tăng cường điểm nhi ăn, cũng không đói chết. Tô Người Thọp mang theo mấy cái hài tử, đầy mặt mang nước mắt đánh lương thực. Hài tử mẹ hắn, ta có ăn, nhà ta hài tử có ăn. Ngươi đừng lo lắng, sau đó mang theo bọn nhỏ đến Tô Thanh Hòa trước mặt khiến cho bọn nhỏ quỳ xuống. Nhưng đem Tô Thanh Hòa hoảng sợ. Chạy nhanh ngăn đón, Cao Tú Lan cũng ngăn đón a, làm gì đâu, đây là phải cho ta khuê nữ giảm thọ đâu. Ta khuê nữ này còn nhỏ đâu, không kém người quỳ. Người Thọp thúc, ngươi làm gì a? Tô Thanh Hòa nói. Tô Người Thọp nói, Thanh Hòa a, thúc cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi đem chuột dẫn ra tới, này đó qua đều không được. thúc cảm tạ ngươi a. À. Cao Tú Lan vừa nghe liền cao hứng, hét lên, còn không phải sao, ta khuê nữ kia khoai lang khô luyến tiếc ăn, liền đặt ở gối đầu phía dưới. Các ngươi nhà ai có ăn ngon như vậy đồ vật, nhân gia kia đại chuột ăn quán hạt kê, giống nhau đồ vật chướng mắt. Cũng theo ta khuê nữ kia khoai lang khô nó mới xem trọng, nếu là không ta khuê nữ kia khoai lang khô dẫn ra chuột, đều chết đói cũng ăn không được này lão tổ tông lưu lương thực, kia vẻ mặt kiêu ngạo tự hào, phảng phất bị chuột coi trọng, là cỡ nào vinh quang một sự kiện nhi, đương nhiên, cũng xác thật vinh quang, đoàn người đều nóng bỏng nhìn các nàng, Thanh Hòa nàng nương nói rất đúng a, à, này nếu là không kia hai khối khoai lang khô, không phát hiện chuột, bọn họ chết đói cũng không biết làm sao, nhà họ Tô bởi vì là cái thứ nhất phát hiện chuột cùng động, cho nên trừ bỏ nhà mình lương thực ở ngoài, thêm vào lại nhiều khen thưởng 5 cân lương thực, này nhưng làm người đỏ mắt. Tô gia tiểu muội ham ăn biến làm sao, nhân gia cũng có thể giúp đỡ trong nhà tránh lương thực đâu. Còn có thể đưa tới đại chuột, phân lương thực chạy nhanh về nhà nấu đồ vật ăn, này mang xác hạt kê trực tiếp nấu đã có thể lãng phí, trở về cởi da, sau đó trước nấu da ăn, mặt khác gạo bọn họ cũng luyến tiếc ăn, quay đầu lại xem có thể hay không tìm người thay đổi thô lương ăn, bọn họ nhưng không chú ý cái gì thô lương lương thực tinh, có thể ăn chính là hảo lương, Thái Dương còn không có Lạc Sơn đâu, hảo chút chặt đứt đốn nhân gia, rốt cuộc một lần nữa bốc cháy lên khói bếp. Nhà họ Tô cũng ở thu thập củi lửa chuẩn bị làm một đốn, lần này nhà họ Tô trừ bỏ bản thân phân lượng ở ngoài, hơn nửa mặt khác khen thưởng 5 cân lúa, không sai biệt lắm đều phân tới rồi 50 nhiều cân, nặng trĩu khiêng trở về, mỗi người vui vẻ ra mặt, bọn nhỏ đều ngóng trông ăn khẩu cơm tẻ. Cao Tú Lan nhưng không cao hứng, trực tiếp đem lúa đều thu được trong phòng, chuẩn bị cho nàng Thanh Miêu Nhi cởi xác lúc sau làm cơm tẻ ăn. Nhiều hương a, à, mẹ, ta mới không ăn cái kia đâu. Tô Thanh Hòa ở Cao Tú Lan trong phòng nói, một cổ trần vị, cũng không biết thả đã bao lâu. Ta ba lại không phải không cho ta ăn. Ta không ăn cái này, kia chuột thịt ta cũng không ăn. Ta liền thích ăn gà mái già thịt, gà mái già sợ tới mức trực tiếp xúc thành một đoàn. Cao Tú Lan cho nó nhéo một dúng hạt kê, làm ngươi cũng nếm thử lúa hương vị. Thứ này mỗi lần thu lên đây, đều là muốn giao đi lên. Ta chính mình nhưng luyến tiếc ăn đâu. Lại quay đầu lại nói, ngươi nếu không ăn, quay đầu lại ta cầm đi đổi thô lương đi. Tô Thanh Hòa hoài nghi nói, lớn như vậy hương vị, có thể đổi nhiều ít thô lương a, có thể đổi nhiều ít là nhiều ít. Dù sao không thể cho bọn hắn ăn, nhiều lãng phí a, tốt như vậy đồ vật. Cao Tú Lan vẻ mặt đề phòng người ngoài biểu tình, phảng phất bên ngoài kia đều không phải nàng thân nhi tử. Tô Thanh Hòa nói, mẹ, ta xem vẫn là đến cho ta ca bọn họ nấu một đốn, sau đó cùng bọn họ nói. Này đều dựa vào ta cái này muội tử mới có thể ăn thượng gạo cơm. Làm cho bọn họ nhớ kỹ ta, bằng không ai nhớ rõ ta công lao a. À. Nàng dẫu miệng vẻ mặt không vui nói, Cao Tú Lan nghĩ nghĩ, cảm thấy khuê nữ nói vẫn là có chút đạo lý. Này đó nhãi ranh sẽ không đến lúc đó ăn thô lương liền đã quên này ra đi, vậy nấu một đốn, vừa lúc trang bị thịt ăn. Tô Thanh Hòa vừa nghe nói nàng nói thịt, cả người đều không tốt, mẹ, ta hôm nay bị chuột cấp dọa hư. Ta không nghĩ xuống bếp, ai da, không muốn làm liền không làm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta liền không vui xem ngươi làm việc, nhìn đau lòng. Đều gầy. Cao Tú Lan đau lòng nói, đợi lát nữa uống nhiều điểm nhi canh. Tô Thanh Hòa liên tục xua tay, mẹ, ta liền ái uống gà mái già canh, mặt khác đều không uống, đừng cho ta uống, bằng không ta sốt ruột. Cao Tú Lan đau lòng nhìn mắt chính mình gà mái già, từ từ đi, chờ nó không đẻ trứng, mẹ hầm cho ngươi ăn. Gà mái già ngồi xổm trong một góc mặt dẫu đít, có Cao Tú Lan lên tiếng, Tô Ái Đảng tam huynh đệ chạy nhanh nhi cấp hạt thóc tuốt hạt. Không có công xã bên kia tuốt hạt cơ, bọn họ tay động đã có thể phiền toái, chính là vì ăn một ngụm tốt, ai cũng không cảm thấy phiền toái, tuốt hạt cũng sẽ không thoát thực sạch sẽ, lưu lại một tầng da ở mặt trên cùng nhau ăn. Dư lại xác cũng sẽ không ném, lưu trữ ma thành trấu, chờ đói cực kỳ thời điểm vẫn là cứu mạng lương. Bên này tam huynh đệ đem lúa cởi thân xác, trong phòng bếp Đinh Quế Hoa cùng Lâm Thục Hồng cũng đã thu thập hảo thịt. Có non nửa cân đâu, hai bên hợp lực, thực mau liền đem đồ ăn làm tốt. Tô Thanh Hòa tỏ vẻ muốn khai tiểu táo, vì thế ở trong phòng tiếp tục ngủ chờ chăm sóc đặc biệt, bên ngoài ăn khí thế ngất trời. Cao Tú Lan ngồi ở trên bàn cơm chỉ vào chính mình nhi tử con dâu, còn có cháu trai cháu gái, trước kia đều ghét bỏ nhà của chúng ta Thanh Miêu Nhi không làm việc. Hiện tại biết chúng ta Thanh Miêu Nhi hảo đi. Nhân gia Tô người Thọt đều mang theo hài tử cho chúng ta Thanh Miêu Nhi quỳ xuống đâu. Nhân gia người ngoài đều nhớ kỹ chúng ta Thanh Miêu Nhi hảo, các ngươi nếu là không nhớ kỹ, chính là liền người ngoài đều so ra kém Bạch Nhãn Lang, tao xét đánh đồ vật, mọi người sợ tới mức co rụt lại, sau đó vội không ngừng gật đầu. Mẹ, nhớ kỹ đâu, đều nhớ kỹ, cháu trai cháu gái nhóm kêu, nãy, ta nhớ kỹ cô hảo. Cô thiện tâm, Cao Tú Lan lúc này mới nói, ân, biết liền hảo, ăn cơm đi, cơm nước xong, thiên còn sớm, bởi vì quá hưng phấn cũng ngủ không được, Tô Ái Quốc tam huynh đệ trực tiếp đi ra cửa tán gẫu. Nếu là ngày thường đoàn người đói bụng đều là muốn đi ngủ sớm một chút, hôm nay đều ăn một đốn, trong lòng đặc biệt kích động, vì thế cũng ngủ không được, đến trong đội trên quảng trường đông đưa, ai có thể biết phía dưới còn có cái hầm đâu, hiện tại đại cây hòe kia cửa động đã bị phong lên, về sau liền làm trong đội kho lúa. Nhìn Tô Ái Đảng tam huynh đệ lại đây, có người nhìn đến Tô Ái Đảng, liền hỏi hắn, ngươi đại muội sao phát hiện chuột a, cùng ta nói bái, thời buổi này không gì giải trí, gặp được điểm nhi mới mẻ chuyện này, luôn muốn nhiều nghe mấy lần. Tô Ái Đảng lập tức nói, ta đại muội mỗi ngày ăn xong cơm trưa lúc sau liền phải đi ngủ, nha, cơm nước xong liền ngủ, thật đủ lười a. Nga không, đó là hưởng phúc, nàng thích nhất ăn khoai lang khô. Ta qua đi luyện cương lúc ấy phân khoai lang khô đều cho ta đại muội đương ăn vặt ăn, khoai lang khô đương ăn vặt, thật có thể ăn. Có lộc ăn, nàng hôm nay đi ngủ trưa thời điểm, liền phát hiện nàng gối đầu thượng có chỉ đại chuột, sợ tới mức liền ồn ào đi lên, ta cùng ta ca bọn họ nhưng không sợ a, lập tức đuổi theo chạy. Liền đuổi tới, đại gia nghe sửng sốt, Tô Ái Hoa nói, cho nên nói a, cũng may ta đại muội thích ăn khoai lang khô, còn ái ngủ trưa. Thiếu giống nhau đều không được, mọi người sôi nổi gật đầu. Đúng, ăn ngon cần thiết muốn lười. Không lười sao gặp chuột đâu. Bằng không nhân gia chuột đem khoai lang khô đều ăn sạch, cũng chạm vào không thượng chuột. Giờ khắc này khởi, đoàn người đều cảm thấy, Tô Thanh Hòa ham ăn biến làm thật sự là quá tốt. Cũng chỉ có như vậy có lộc ăn sẽ hưởng phúc người, mới có thể đưa tới như vậy đại chuột. Người chính là như vậy, nguyên bản nhìn không thuận mắt chuyện này. Một khi cấp đoàn người mang đến thật lớn ích lợi, tỷ như cứu mạng lương. Như vậy chuyện này liền sẽ bị vô hạn điểm tô cho đẹp. Lại vừa thấy Tô Thanh Hòa lớn lên bạch béo bộ dáng, vừa thấy chính là có phúc khí. Ngày hôm sau làm công phía trước, Quách Trường Thắng lại triệu tập đoàn người mở họp, vẫn là vì ngày hôm qua phân lương thực chuyện này. Lương thực đã phân, ta Quách Trường Thắng cũng không nói gì, chuyện này ta không làm thất vọng mọi người. Nếu ai muốn đi cử báo, muốn đi ra ngoài nói, ta đều chờ, ta liền ngóng trong đoàn người đem này lương thực tăng cường điểm nhi ăn, cốt xấu chờ cứu tế lương xuống dưới, đừng làm trong nhà lão nhân cùng hài tử đói lả. Đây là cứu mạng lương, phải hảo hảo che chở. Quách Trường Thắng liền sợ trong đội người đói thời gian dài, thình lình có lương thực, đều chờ không kịp ăn cái no, mặt sau cứu tế lương xuống dưới chậm, lại giống phía trước như vậy. Tô Ái Đảng nói, ai con mẹ nó làm chúng ta ném lương thực, về sau ta dung không dưới loại này hắc tâm can. Mặt khác phía trước chặt đứt đốn cũng ồn ào, chính là, ai lại đi ồn ào, làm người đem ta lương thực cấp lộng đi rồi, ta không khách khí, dùng miệng rộng tử trừ. Trừ chết phản bội tổ tông bất hiếu tử tôn, lão tổ tông Tô Thanh Hòa thành thật đứng ở Cao Tú Lan bên người nhìn trời, nàng phát hiện phụ cận người nhìn ánh mắt của nàng đặc không thích hợp, đều vẽ mặt ý cười, tự hồ nàng thành dì hương bánh trái giống nhau, rõ ràng phía trước đoàn người xem nàng đều khinh bỉ không muốn. Chính là liền nàng dì hai Cao Tú Cúc cũng nói, Thanh Miêu Nhi a, mẹ ngươi tên này chưa cho ngươi lấy sai, tên này dễ nghe, ngày thường ăn nhiều một chút, ngủ nhiều điểm, khoai lang khô có sao, quay đầu lại làm mẹ ngươi đi ngươi bà ngoại gia lấy điểm nhi, tiếp tục phóng gối đầu phía dưới. Tô Thanh Hòa, dì, chính ngươi phóng bái. Nàng nhưng không nghĩ thật sự đưa tới chuột. Cao Tú Cúc nói, ta phóng vô dụng, ta ban ngày muốn làm việc đâu. Ngươi phóng hảo. Ta trong đồn điền liền ngươi có thời gian nhìn. Ngươi lớn lên lại trắng nõn, chiêu chuột thích. Tô Thanh Hòa đều nghe không ra lời này là tổn hại nàng, vẫn là khen nàng. Bất quá xem nàng mẹ Cao Tú Lan vẽ mặt đắc ý cười, liền biết nàng dì hai đây là thật sự khen người, chỉ là khen người phương thức có chút không dễ chịu, khó trách nàng mẹ nói bà ngoại thích nhất nàng, không thích dì hai. Này khen người còn không bằng không khen a, dì hai. Bên kia các nam nhân đã cãi cọ ồn ào tuyên thệ xong rồi. Dù sao này lương thực là toàn bộ trong đội ăn. Dù sao chính là nhà ai làm trong đội người sống không được, con mẹ nó cũng đừng nghĩ sống. Quách Trường Thắng cũng không lại nói gì, dù sao chỉ cần trong đội người có thể sống sót, hắn trong lòng liền thoải mái. Không giống lần trước suốt đêm ngủ không yên, lúc này hắn trong lòng cảm kích cảm kích ba cái thôn lão tổ tông. Cũng cảm tạ kia chỉ chuột, còn có đưa tới chuột Tô Thanh Hòa đồng chí, lần này chúng ta có thể phát hiện lương thực, muốn cảm tạ Tô Thanh Hòa đồng chí. Cho nên trong đội quyết định cấp Tô Thanh Hòa đồng chí ban phát quên mình vì người anh hùng danh hiệu, không có Tô Thanh Hòa đồng chí vứt bỏ khoai lang khô, liền không có trân quý lương thực Tô Ái Đảng vừa nghe, lập tức vỗ tay, đội trưởng nói rất đúng, ta đại muội thích nhất ăn khoai lang khô. Tô Ái Hoa nói, đúng vậy, chúng ta đại muội luyến tiếc ăn, trộn đặt ở gối đầu phía dưới mỗi ngày liếm một ngụm. Tô Ái Quốc nói, tất cả đều cấp chuột tai họa. Tô Thanh Hòa, nàng các ca ca sao biết đến so nàng còn rõ ràng, thỉnh Tô Thanh Hòa đồng chí tới lĩnh vinh dự giấy khen cùng một cái khăn lông. Quách Trường Thắng dương giọng kêu, Tô Thanh Hòa bị Cao Tú Lan đẩy một phen, lập tức hít vào một hơi chạy đi lên. Thân thủ từ Quách Trường Thắng trong tay tiếp nhận chính mình giấy khen cùng một cái khăn lông, phía dưới Tô gia tam huynh đệ lập tức đi đầu vỗ tay, những người khác cũng nhiệt liệt vỗ tay. Cao Tú Lan cảm thấy chính mình khuê nữ đặc biệt tiền đồ, so mấy đứa con trai tiền đồ nhiều. Đây chính là nhà họ Tô đệ nhất trương giấy khen đâu. Quách Trường Thắng làm Tô Thanh Hòa cùng đoàn người nói một ít lời nói, Tô Thanh Hòa nghĩ nghĩ, lo lắng về sau có người noi theo chính mình, vậy không hảo chơi, ta cảm thấy ta giấy khen là thuộc về chúng ta cả nhà. Không có người trong nhà cần lao khổ làm, liền không có khoai lang khô ăn. Không có người trong nhà đau lòng ta thân thể hư, ta cũng không thể ngủ trưa, cũng không thể phát hiện chuột. Chúng ta là hòa thuận người một nhà, gia hòa vạn sự hưng. Đại gia hỏa về sau muốn hòa thuận, cần lao khổ làm tránh khoai lang khô, về sau quá ngày lành, đưa tới đại chuột, cần lao khổ làm nhất quang vinh. Mẹ, đại ca nhị ca tam ca, đại tẩu nhị tẩu, đại nha đại bảo, nhị nha nhị bảo, tam nha, chúng ta đều quang vinh, nói rất đúng, nói thật tốt quá. Cần lao mới có thể đưa tới chuột. Quách Trường Thắng lập tức vỗ tay. Hắn phía trước còn đau đầu đâu, sợ người khác đều học Tô Thanh Hòa. Này khá tốt, muốn học Tô Thanh Hòa đồng chí, trong nhà trừ phi đều giống nhà họ Tô như vậy, bằng không ai cũng không cái này tự tin học. Những người khác đi theo nhiệt liệt vỗ tay, nhà họ Tô người cảm động lệ nóng doanh tròng. Đại muội vì trong nhà làm chuyện này một câu chưa nói, lúc này còn cho các nàng tranh vinh quang, đại muội đối bọn họ thật tốt. Cao Tú Lan một bên lau nước mắt, một bên nói, chúng ta Thanh Miêu nhi nhất thật thành. Chương 27, tác giả, hồ đồ. Về đến nhà, Cao Tú Lan liền đem Tô Thanh Hòa đến giấy khen dán ở trên tường, các ngươi đều nhìn xem. Nhà ta Thanh Miêu nhi đối với các ngươi thật tốt nàng chính mình đến vinh dự nơi nơi cùng người ta nói, nàng còn dưỡng trong nhà toàn gia người, cũng chưa cùng nhân gia nói, hiện tại nhân gia còn tưởng rằng ta Thanh Miêu nhi ở trong nhà ăn cơm trắng đâu. Nàng nhiều ủy khuất các ngươi này đó đương ca tẩu nếu là có lương tâm, liền nhớ kỹ các ngươi muội tử tình cảm, đừng chờ ta về sau không còn nữa liền khi dễ nàng. Cao Tú Lan mới vừa nói xong, Tô Ái Quốc qua một tiếng khóc ra tới, mẹ. Mẹ ngươi đừng nói lời này. Ngươi nhưng đừng đi chúng ta nhất định đối đại muội hảo, ngươi đừng đi ô. Tô Ái Hoa cùng Tô Ái Đảng cũng đi theo mặt sau lau nước mắt. Lâm Thục Hồng cùng Đinh Quế Hoa cũng gạt lệ. Hiện tại ngẫm lại xác thật đại muội xác thật khá tốt, trước kia không phải tuổi còn nhỏ sao, cũng so đại nha liền hơn mấy tuổi mà thôi. Làm gì muốn so đo như vậy nhiều đâu. Các nàng này làm tẩu tử quá keo kiệt. Đại muội thật tốt Tô Ái Hoa nức nở nói, nếu là về sau Quế Hoa cùng Đại Bảo Tam nha đối ta đại muội không tốt, ta trừ chết bọn họ. Đinh Quế Hoa lau nước mắt tay liền dừng lại, Đại Bảo cùng Tam nha trực tiếp xúc ở chính mình mẹ trong lòng ngực. Tô Ái Đảng nói thẳng, nếu là ai đối đại muội không tốt, ta cũng không cưới về nhà. Ta nuôi lớn muội cả đời. Có ta một ngụm ăn, ta khiến cho bọn họ ăn. Tô Thanh Hòa trực tiếp khóc, có cảm động lại cảm thấy bất đắc dĩ. Ca ta mẹ liền diễn, các ngươi đừng khóc thảm như vậy Cao Tú Lan lúc này mới nói, các ngươi biết liền hảo, dù sao có hay không lương tâm, ta đôi mắt này đều thấy được đâu. Tam huynh đệ lại vuốt lương tâm, có, bọn nhỏ cũng học chính mình ba vuốt ngực, nãy, chúng ta cũng có. Lâm Thục Hồng cùng Đinh Quế Hoa nhìn chính mình nam nhân cùng bọn nhỏ, có chút xấu hổ tay không biết hướng nơi nào thả. Không thói quen này một bộ Tô Thanh Hòa nói, mẹ. Ta biết đại ca đại tẩu bọn họ khẳng định sẽ rất tốt với ta. ngươi cũng đừng lo lắng, lúc này cũng không còn sớm đâu, nên đi làm công. Quá lừa tình, có chút chịu đựng không nổi a. Cao Tú Lan lúc này mới nhớ tới muốn làm công đâu, chạy nhanh nhi đuổi việc giống nhau phất tay, lăng, đều đi làm việc đi. Các ngươi đại muội nói, không làm việc chiêu không tới đại chuột đâu, đại gia lập tức lau nước mắt xoay người đi lấy công cụ làm công đi, hiện tại trong nhà đều có ăn, một đám cũng đều có lực nhi, vào trong đất, đều mặt mày hớn hở. Đã trải qua tuyệt vọng lúc sau, mỗi người đối với sinh hoạt kỳ vọng cũng càng ngày càng nhỏ, không cầu ăn no, chỉ cần mỗi ngày có thể có cái gì vào bụng liền thành. Hiện giờ dính nhà họ Tô Quang, có thể ăn thượng lão tổ tông lưu lại cứu mạng lương, trong nhà cũng có chờ đợi. Nhìn nhà họ Tô người, đều nhiệt tình đến không được, chính là đối với Tô Ái Đảng, cũng không giống qua đi như vậy sợ hãi. Tô Ái Đảng vẫn là thực không tồi sao, tính tình là táo bạo điểm nhi, chính là mấu chốt tay, không phải cũng là hắn có can đảm đi cái kia hầm bên trong sao. Mọi việc phải có hắn đi đầu, đại gia mới dám chi cái thanh đâu, thật tốt a, cùng người tâm phúc giống nhau. Vào trong đất, Điền Tiểu Mai nhìn Tô Ái Đảng nửa ngày, kia tròng mắt đều hận không thể dán lên đi. Nhà họ Tô hiện giờ thanh danh cũng hảo, Tô gia muội tử Tô Thanh Hòa vẫn là quên mình vì người anh hùng đâu, cả nhà quang vinh. Trong nhà lần này phân lương thực cũng nhiều. Thật tốt nhân gia a, Tô Ái Đảng cũng như vậy tâm huyết, như vậy nam nhân. Về sau nhất định cũng là đau tức phụ, Điền Tiểu Mai lâm vào chính mình vô hạn mơ màng giữa. Trước mắt tựa hồ còn xuất hiện hai người xử đối tượng lúc sau, Tô Ái Đảng kích động đem nàng ôm vào trong ngực bộ dáng, cùng người khác đánh nhau thời điểm, đứng ở nàng trước mặt chống đỡ anh dũng bộ dáng. Đinh Quế Hoa trừ song thảo, ngẩng đầu lên mặt hãng thời điểm, liền phát hiện Điền Tiểu Mai chính trực lưu lưu nhìn chính mình chú em ánh mắt. Tức khắc nhướng mày, sau đó tiến đến nàng đại tẩu Lâm Thục Hồng trước mặt, dùng mông đỉnh một chút nàng, tẩu tử, ngươi xem, Lâm Thục Hồng chính làm việc đâu. Nghe được lời này ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không thấy được gì, xem gì a, Điền Tiểu Mai có phải hay không coi trọng ta tam đệ, Lâm Thục Hồng tức khắc tim máu gà giống nhau. Lập tức hướng về phía Điền Tiểu Mai nhìn thoáng qua. Nha, thật đúng là, này nhưng đến không được nha. Điền Tiểu Mai là ai a, kia chính là nhà họ Điền con gái một a, cùng các nàng đại muội giống nhau, cũng là trong nhà được sủng ái, đương nhiên, này tôn quý trình độ là so ra kém bọn họ đại muội. Nhưng là nhân gia cũng là hai cái ca, liền nàng một cái tiểu khuê nữ, năm nay 18, lớn lên cũng không kém. Nhà họ Điền ánh mắt cao đâu, nói là muốn tìm cái trấn trên, đỡ phải về sau chịu khổ. Này nếu là thật sự coi trọng chú em, về sau gả vào được, về sau nàng cùng Quế Hoa còn không được bị áp một đầu a. Hai cái chị em dâu chi gian liếc nhau, trong lòng từng người có chút so đo. Tính toán tan tầm lúc sau hảo hảo cân nhắc. Quay đầu lại liền ở bà trước mặt hóng gió, nhưng ngàn vạn đừng làm cho Điền Tiểu Mai vào cửa. Cung phụng đại muội còn chưa tính, cung phụng nàng Điền Tiểu Mai tính sao hồi sự a? Cao Tú Lan cũng không biết chính mình con thứ ba bị người theo dõi. Dù sao nàng là một chút cũng không nhọc lòng nhi tử hôn sự. Cùng lắm thì liền không kết hôn, liền dưỡng nàng khuê nữ thì tốt rồi, dù sao trong nhà cũng có hai cái tôn tử, nối dõi tông đường cũng không thành vấn đề. Không làm thất vọng nhà họ Tô, nàng hiện tại tâm tư nhưng đều ở nhà mình khuê nữ trên người đâu. Nàng khuê nữ như vậy quang vinh, như vậy ưu tú. Này quá không được mấy ngày liền mãn 16, nên tương xem nhân gia, vì thế về phòng cổng sọt ra tới, lại đi gõ Tô Thanh Hòa môn. Tô Thanh Hòa đang ở cùng hệ thống thương lượng làm đạo thứ hai đồ ăn đâu. Nghe được tiếng đập cửa đi mở cửa, mẹ, sao, Thanh Miêu Nhi a, mẹ chuẩn bị đi ngươi bà ngoại gia một chuyến. Ngươi đi theo mẹ một khối đi, Tô Thanh Hòa kinh ngạc nói, không phải quá mấy ngày mới đi sao, sao hành đâu, hiện tại liền đi. Này đi chậm, quay đầu lại ngươi bà ngoại đồ vật bị người soàn soạt làm sao, nói nữa, ta còn chuẩn bị làm ngươi bà ngoại trông thấy nhà ta Thanh Miêu Nhi lớn lên đẹp, làm ngươi đại cửu cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng đâu. Tô Thanh Hòa tức khắc, nàng này 16 còn kém mấy ngày đâu, quốc gia cây non a, muốn hay không cứ như vậy cấp a, mẹ, có phải hay không quá sớm. Cấp gì a, ta lại không phải lập tức liền gả chồng. Ta nhìn chậm rãi tuyển. Nhiều lời mấy cái. Tuyển cái tốt nhất. Cao Tú Lan đối chính mình khuê nữ rất có tin tưởng, Tô Thanh Hòa cảm thấy nàng mẹ đánh giá đem nàng coi như hoàng đế gia khuê nữ, còn nhiều lời mấy cái tuyển cái tốt nhất, mẹ, không đi không được sao, không được, chuyện này không thể nghe ngươi. Ngươi còn nhỏ không hiểu, Mấu chốt là muốn cho ngươi bà ngoại nhìn xem ngươi, làm nàng trong lòng có cái đế, đừng đem ta Thanh Miêu Nhi xem quá thấp, kia mí mắt cũng thấp. Xuyên ngươi quần áo mới đi, Tô Thanh Hòa ngượng ngùng xoắn xít mặt vào chính mình quần áo mới. Sau đó đi theo chính mình mẹ cùng nhau ra cửa thời điểm, Đại Nha cùng Nhị Nha còn ở bên ngoài sát cái bàn ghế dựa. Kỳ thật trong nhà thực sạch sẽ, nhưng Cao Tú Lan xem không được bọn nhỏ nhàn rỗi, cảm thấy là cơm trắng, nhìn đau lòng, cần thiết làm việc. 3 tuổi Tam Nha ở cửa hút ngón tay, nhìn nãy cùng cô muốn ra cửa, lập tức tung ta tung tăng chạy tới, cô các ngươi đi nơi nào a? À? Cao Tú Lan sụ mặt nói, tiểu nha đầu làm gì đâu, còn quản ta và ngươi cô đâu, làm việc đi, đi. Đi quét rác, Tam Nha chạy nhanh nhi tránh ở Tô Thanh Hòa mặt sau, cô tâm hảo. Tô Thanh Hòa nói, chúng ta muốn đi ta bà ngoại gia, ngươi cùng Đại Nha các nàng ở trong nhà giữ nhà, cô ta cũng phải đi. Tam Nha lập tức mắt sáng rực lên. Nãy mỗi lần qua bên kia đều có thể làm bộ trở về, cô bà ngoại gia khẳng định có ăn không hết đường, đi gì đi, tiểu nha đầu. Cao Tú Lan giơ tay liền phải trừ người, Tô Thanh Hòa chạy nhanh nhi chống đỡ Tam Nha, ngươi ở trong nhà chờ, quay đầu lại cô cho ngươi mang ăn. Tam Nha hít ngón tay chảy nước miếng, cô, ta sẽ hiếu thuận ngươi. Tô Thanh Hòa cười, 3 tuổi hài tử thời điểm nói lời này, liền tính không gì dùng, nhưng nghe cũng dễ nghe. Nhìn hai người đi rồi, Tam Nha mắt trông mong nhìn, Cao Tú Lan biên cổng sọt đi, biên không cao hứng nói, Thanh Miêu Nhi ngươi chính là thiện tâm, tiểu nha đầu sớm hay muộn phải gả đi ra ngoài, quản nàng làm gì đâu. Gì đều không thể làm còn ăn cơm trắng, mẹ, nữ oa oa cũng hiếu thuận đâu. Nam oa nữ oa đều giống nhau cái. Tô Thanh Hòa khuyên nhủ, Cao Tú Lan phi một tiếng, hiếu thuận cái rắm, ngươi bà ngoại sinh nhiều như vậy khuê nữ, cũng chưa một cái hiếu thuận, đều đòi nợ, ai trở về không phải vì đánh nàng gió thu. Tô Thanh Hòa, mẹ ngươi nói như vậy trắng ra thật sự hảo sao, mẹ, ta cũng là nữ oa a, nhưng ta hiếu thuận, ngươi sao giống nhau đâu, ngươi là ta khuê nữ. Khi không giống nhau, không thể so. Ngươi có 3 cái ca. Là trời sinh liền phải hưởng phúc. Cao Tú Lan đúng lý hợp tình nói, Tô Thanh Hòa thật là vô pháp lý giải nàng mẹ rốt cuộc là như thế nào đem như vậy oai lý nhi, nói như vậy theo lý thường hẳn là. Hơn nữa nàng phát hiện nàng mẹ là thập phần cố chấp, cùng nàng giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Chỉ có thể về sau làm nàng thay đổi chính mình hành động, ít nhất tại hành động thượng làm người cảm thấy nàng là cái chính diện nhân vật. Hai người tới rồi Cao Gia Thôn thời điểm, bên trong thế nhưng còn có cãi nhau thanh âm. Này cãi nhau thanh âm là đơn phương, Tô Thanh Hòa nghe tương đối quen thuộc, trong óc mặt có thanh âm này ký ức, đây là nàng bà ngoại Cao lão thái, nha đầu chết tiệt kia phiến tử, lão nương sinh ngươi chính là tới đòi nợ, sao liền không thấy cấp lão nương một ngụm ăn. Gặp năm mất mùa liền lão thảo ngươi ca ăn, đây là muốn đói chết ngươi ca đâu, ngươi một cái gả đi ra ngoài khuê nữ, sao lớn như vậy mặt đâu. Tô Thanh Hòa rốt cuộc biết, nàng mẹ những cái đó mắng chửi người nói nơi phát ra mà là nơi nào. Mẹ con hai người chưa đi đến phòng, Cao Tú Lan liền đắc ý nhìn chính mình khuê nữ, nhìn thấy không, may mắn ta tới, bằng không tiện nghi đều phải cho người ta chiếm, nói trực tiếp đẩy cửa đi vào, mẹ, ta trở về xem ngươi lạp. Ngươi thân ngoại tôn nữ cũng tới rồi, tiếng sân, Cao Tú Lan gân cổ lên kêu, trong phòng tiếng mắng lập tức liền đình lạp, một cái lão thái từ trong phòng chạy ra, ai da, Tú Lan tới rồi, chúng ta ngoan tôn cũng tới rồi, nha nha nha, mau vào trong phòng ngồi. Này đại thái dương nhưng đừng phơi hỏng rồi. Lai đệ tức phụ, chạy nhanh nhi đi dùng nước lạnh hướng 2 chén nước đường đỏ tới, chương 28, tác giả, hồ đồ. Lai đệ tức phụ tự nhiên chính là Cao gia duy nhất con dâu, Cao Tú Lan đại tẩu tử, năm đó Cao lão thái đầu thai liền sinh cái đại béo tiểu tử, tức khắc hùng tâm vạn trượng, quyết định sinh đủ 5 cái nam oa, cho nên cấp đại nhi tử lấy nhũ danh Lai đệ, chính là hy vọng đại nhi tử mặt sau đi theo tới đều là đệ đệ. Kết quả mặt sau một hơi sinh cái 4 cái khuê nữ. Làm lão thái một lần hoài nghi nhân sinh, Cao lão thái phân phó xong con dâu, liền lôi kéo khuê nữ cùng ngoại tôn nữ vào nhà, nhiều nhiệt a, mau đi trong phòng ngồi, mát mẻ, quay đầu lại phân phó một câu, Lai đệ tức phụ, ngươi động tác nhanh lên nhi. Cao đại tẩu, vừa mới đang ở trong viện nghe chính mình bà dỗi tới tống tiền đại cô tử, nghe mùi ngon đâu, nghe được Cao Tú Lan thanh âm thời điểm, tươi cười đều không kịp thu. Lúc này cương ở trên mặt, so với khóc còn khó coi hơn, còn nước đường đỏ. Phi, nhà mình đường đỏ không cần tiền a, sao còn bất động đâu, không thấy Tú Lan cùng Thanh Miêu Nhi nhiệt chứ, Cao lão thái quay đầu lại nhìn nàng không nhúc nhích, trực tiếp lớn giọng quát, Cao đại tẩu lập tức ma lưu vào trong phòng bếp, đồ lười. Cao lão thái cắn chặt răng, xoay người vào nhà chính bên trong, cùng Cao Tú Lan mẹ con hai người cùng nhau ngồi, lại đối với chính mình tam khuê nữ cười, Tú Lan a, này đại trời nóng sao lại đây, mát mẻ điểm lại đến xem ta a, nhiệt làm sao, nhìn một cái nhà chúng ta Thanh Miêu Nhi, mặt đều phơi đỏ, nói còn lại đây nắm Tô Thanh Hòa tay, chúng ta Thanh Miêu Nhi, đều gầy, Tô Thanh Hòa, nàng là trong thôn nhất béo. Bà ngoại, ta hảo đâu, Cao Tú Lan đem sọt đặt ở góc tường, hướng trong phòng xem, cố ý hỏi, mẹ, ai tới lạp, ta mới vừa nghe rất náo nhiệt a, gì náo nhiệt đâu, đòi nợ. Ta đây là kiếp trước thiếu các nàng. Một cái hai chưa nói hiếu kính ta, đều tới đòi nợ, Cao lão thái nghiến răng nghiến lợi nói, lại hướng nàng trong phòng kêu, ngươi tam muội đã trở lại, ngươi sao không biết ra tới nhìn xem, liền biết là cái không tâm can đồ vật, một chút nhân tình vị cũng không có, chỉ biết ăn, muốn, này tâm sao là có thể như vậy lạnh đâu. Bên cạnh trong phòng, Cao gia đại tỷ Cao Tú Hồng lắp bắp đi ra. Cái đầu so Cao Tú Lan muốn đại, mặt chữ điền, lúc này nhăn thành một đoàn, giống cái túi trút giận giống nhau. Tô Thanh Hòa nhìn nàng, hôn một câu, gì cả, Cao Tú Hồng mới vừa bị mắng thành cẩu, lúc này cảm thấy bị chính mình dì chất nữ thấy được, trong lòng đặc biệt nữ, cứng đờ cười, nhìn nàng bộ dáng này, Cao lão thái liền không dễ chịu, bãi dì sắc mặt, cho ai xem đâu, Tú Lan cùng Thanh Miêu Nhi cũng tới rồi. Cao Tú Hồng lúng túng nói, Cao Tú Lan cười nói, đại tỷ sao tới, này đều gần một năm không gặp trứ đi. Lần trước nghe người ta nói ngươi ở trong nhà mang hài tử đâu, ngươi lại không đứa con trai, cho ai mang hài tử a? Cao Tú Hồng nói, đến giúp đỡ nhà của chúng ta thu quả mang qua đâu, Cao lão thái cười lạnh nói, làm ngươi muốn tìm cái con rể trở về làm gì đâu, chính mình không bản lĩnh dưỡng, cũng đừng tìm tới môn con rể. Ngươi khuê nữ làm ở cử còn phải chính ngươi chiếu cố, sinh hài tử liền tính cùng các ngươi lão Triệu gia họ, kia cũng không phải các ngươi lão Triệu gia loại. Cao Tú Hồng bị chính mình mẹ cấp dỗi nói không ra lời. Cao đại tẩu từ trong phòng bếp ra tới, nhìn chính mình bà dỗi đại cô tử bộ dáng, trong lòng tràn ngập ảo tưởng. Nếu là này dỗi chính là tam ni cô thì tốt rồi, xử tại nơi đó làm gì đâu, còn không cho Tú Lan các nàng đoan lại đây. Này đại trời nóng, ngươi ý định có phải hay không? Cao lão thái bén nhọn thanh âm truyền đến, Cao đại tẩu lập tức một cái giật mình, bưng hai chén nước đường đỏ liền hiến vật quý giống nhau đưa cho chính mình tam ni cô cùng cháu ngoại gái, nước lạnh hướng, ngọt đâu. Vì sợ Cao Tú Lan nói mát, nàng chính là ước chừng thả hai muỗng đường đâu, Tô Thanh Hòa tiếp nhận tới, mở khách khí lạp, Cao Tú Lan vẻ mặt tươi cười tiếp nhận tới, ai da, đại tẩu thật đúng là khách khí. Lại cùng Cao lão thái nói, vẫn là mẹ đau ta, Cao lão thái lập tức cười lộ ra chính mình khoác khẩu hàm răng, ai làm ngươi hiếu thuận đâu, nhiều như vậy nhãi ranh, đều là tới đòi nợ. Liền ta Tú Lan nhất ngoan, Cao Tú Lan lập tức nói, còn không phải sao, ta cùng nhà của chúng ta Thanh Miêu Nhi giống nhau, đều hiếu thuận, Cao lão thái lại nhìn chính mình ngoại tôn nữ, Thanh Miêu Nhi chạy nhanh uống, nếu là không đủ còn làm ngươi mợ đi hướng. Này đại trời nóng uống xong môi nước đường mới thoải mái đâu, Tô Thanh Hòa lập tức cầm chén bưng cấp Cao lão thái, bà ngoại ngươi uống, ai da, ta nha không tốt, không thể uống. Ngươi uống. Cao lão thái lập tức xua tay, lại đối với chính mình đại khuê nữ cùng con dâu nói, nhìn thấy không, từng bước liền cái hài tử đều so ra kém, Cao Tú Hồng cùng Cao đại tẩu, ta nếu là có một chén nước đường đỏ uống, cũng vui phân ra một nửa tới đâu, Cao đại tẩu trong lòng nghẹn khuất, nàng nam nhân lấy về tới đường đỏ, kết quả nàng đều khó uống thượng một ngụm đâu, Cao Tú Hồng trong lòng là nhất khổ, các nàng Triệu gia thôn tới nơi này còn muốn xa một ít, tới thời điểm nhiệt hỏng rồi, kết quả đừng nói nước đường đỏ, liền khẩu nước lạnh cũng chưa uống, nàng mẹ một cái sắc mặt tốt cũng chưa cho nàng, vừa nói muốn mượn mấy cân lương thực trở về, trực tiếp liền khai mắng, đồng dạng là khuê nữ, Cao Tú Lan đã trở lại, liền trực tiếp nước đường đỏ hầu hạ, ô, khi còn nhỏ cũng không sai biệt lắm a, này trưởng thành khác nhau cũng đặc biệt lớn, nhìn hai người ai oán ánh mắt, Tô Thanh Hòa cầm nước đường đỏ tay đều có chút run, nhìn chính mình mợ, nhìn lại chính mình gì. Tính, cúi đầu uống nước đường, bên cạnh Cao Tú Lan uống rầm rầm động tĩnh, phản phất là cố ý phát ra thanh âm. Ngọt, đặc ngọt. Đại tỷ, ngươi uống không, này nước đường rất ngọt đi, Cao Tú Hồng cười gượng hai tiếng, Cao lão thái nói, cho nàng uống là lãng phí. nàng là hận không thể trở về liền phun cho nàng khuê nữ con rể uống. Tô Thanh Hòa cảm thấy nàng mẹ này đây là tự mang gây chuyện quan hoàng a, mặc kệ đi đến nơi nào, đều phải làm điểm nhi làm người không thoải mái chuyện này, tỉ như hiện tại liền ý định làm nàng gì cả Cao Tú Hồng không cao hứng. Nghe nói hai người sống núi từ nhỏ liền kết hạ, nàng gì cả Cao Tú Hồng trước kia ở trong nhà địa vị so nàng mẹ muốn cao, rốt cuộc cùng nàng đại cửu quan hệ gần, vì thế thường xuyên sai sử phía dưới muội muội làm việc, dì hai Cao Tú Cúc bởi vì tuổi đại điểm còn có thể bị khi dễ thiếu chỗ ngồi. Nàng mẹ Cao Tú Lan cùng tiểu dì Cao Tú Linh tắc bị khi dễ thảm. Sau đó xoay người lúc sau, nàng mẹ liền dốc hết sức khi dễ trở về, toàn bộ một cung tâm kế a này. Ai xuất đầu liền làm chết đối phương, uống xong thủy, Cao Tú Lan liền một mặt miệng, mẹ, ta đi ngươi trong phòng nói chuyện đi, ta cho ngươi mang ăn ngon lạp. Nghe được lời này, Cao Lão Thái cười nha không thấy mắt, đứng dậy nói, đi đi đi, ta tiến ta trong phòng. Nàng liền biết tam khuê nữ nhất giống nàng, hiểu chuyện đâu. Cao Tú Lan lôi kéo Tô Thanh Hòa liền đi lão thái thái trong phòng. Cao Tú Hồng chuyện này không xong xuôi tưởng đi theo đi vào lại dùng sức, còn không có vào phòng, đã bị Cao Lão Thái trực tiếp đóng cửa, còn không quay về làm gì đâu, còn nghĩ nhớ thương lão nương đồ vật đâu, không lương tâm bạch nhãn lan, Cao Tú Hồng, quá bất công. Trong phòng Cao Tú Lan lấy ra hai cái trứng gà. Mẹ, ta dưỡng kia chỉ gà mái già cũng không đẻ trứng. Này một tháng, cũng liền này hai cái, Thanh Miêu Nhi luyến tiếc ăn, cho ngươi mang đến. Cao Lão Thái cảm động hỏng rồi. Tốt như vậy đồ vật, ngoại tôn nữ đều luyến tiếc ăn, mang cho nàng lão nhân này ra ăn. Nhà của chúng ta Thanh Miêu Nhi nhất ngoan, không chờ Tô Thanh Hòa nói điểm nhi thảo hỉ nói, lão thái thái xoay người liền đi lấy chìa khóa khai chính mình trong phòng tủ gỗ tử. Sau đó từ bên trong mân mê đồ vật, duỗi tay liền lấy ra dì khoai lang khô a, đường đỏ a, đường phèn a, còn có một ít bánh linh tinh. Cao Tú Lan vẽ mặt cười, mẹ, chính ngươi lưu trữ ăn a, nhưng ngàn vạn đừng cho chúng ta mang. Chúng ta ăn ít một ngụm không có việc gì. Lão thái thái mân mê lợi hại hơn, lại lộng một ít rễ sắn phấn ra tới. Tô Thanh Hòa nhìn nàng bà ngoại, hảo rộng lão thái thái. Này niên đại ở nông thôn có mấy thứ này, quả thực. Cao Lão Thái lấy ra tới liền hướng Cao Tú Lan sọt bên trong. Đều lấy về đi ăn. Bất quá từ lão thái thái này lấy đồ vật ăn, Tô Thanh Hòa tổng cảm thấy trong lòng băn khoăn, bà ngoại chính ngươi lưu trữ ăn, đều là ta đại cửu hiếu thuận ngươi, chính ngươi lưu trữ. Cao Tú Lan nói, mẹ, ngươi xem chúng ta Thanh Miêu Nhi nhiều hiểu chuyện a, chính mình luyến tiếc ăn cũng muốn làm ngươi lưu trữ ăn. Tô Thanh Hòa, cái gì kêu nàng luyến tiếc ăn a, kia vốn là lão thái thái đồ vật. Nàng mẹ cũng thật sẽ nói. Cao Lão Thái cảm động lôi kéo Tô Thanh Hòa tay. Vẫn là chúng ta Thanh Miêu Nhi rất tốt với ta a, bà ngoại không ăn, ngươi ăn bà ngoại liền cao hứng. Ăn nhiều một chút mập lên điểm nhi, đem đồ vật phóng tới Cao Tú Lan sọt bên trong. Cao Lão Thái lại đem Cao Tú Lan cấp trứng gà phóng tới bình bên trong, sau đó cùng nhau khóa phóng tới tủ quần áo. Tô Thanh Hòa thấy như vậy một màn, cảm thấy nàng bà ngoại thật là quá thần kỳ, đề phòng người khác giống đề phòng cướp, kết quả chủ động đem đồ vật đều lấy ra tới cho các nàng. Cao Lão Thái bên này mới phóng thứ tốt, Cao Tú Lan liền qua đi cùng Lão Thái Thái dựa gần cùng nhau làm trên giường, mẹ, ta hôm nay lại đây chủ yếu là tới xem ngươi. Thuận đường cũng nhìn xem ta ca, ta này đều đã lâu không gặp hắn, miễn bàn cái này nhảy ranh, ỷ vào ở cung tiêu xã đi làm liền không hiếu thuận, chính hắn liền sinh một cái nam oa còn thân thể không tốt, thực xin lỗi ta nhà họ Cao, hắn còn có mặt mũi. Tô Thanh Hòa nghĩ kia từng đống thứ tốt. Như thế nào đều không tin nàng đại cửu không hiếu thuận nói. Tiếp theo liền nghe Cao Lão Thái nói, còn trộn cổng ta cho hắn tức phụ 2 lượng khoai lang khô, ngày đó nếu không phải ta nhìn hắn đại ngoại tôn nữ ở ăn, thuận miệng hỏi một câu, ta cũng không biết việc này, tức chết ta. Cao Tú Lan nói, mẹ, muốn ta nói ta đại ca cũng thật là, này gã đi ra ngoài cô nương bác đi ra ngoài thủy, ngươi nói hắn đây là muốn làm gì đâu. Lúc trước hắn khuê nữ sinh ra, nhân gia còn đều oán ngươi. Ngẫm lại liền ủy khuất. Hắn còn không biết đau lòng ngươi, chuyện này quả thực liền nói tới rồi Cao Lão Thái tâm khảm thượng, nương, một đám sinh không ra nhi tử liền oán nàng cái này đương lão nương mệnh không tốt, may Tú Lan tranh đua, bằng không nàng đều phải bị nước miếng cấp chết đuối. Tú Lan nha, vẫn là ngươi săn sóc mẹ. Biết mẹ ủy khuất nha, Cao Tú Lan cười nói, mẹ, nhà của chúng ta Thanh Miêu Nhi cũng săn sóc, cả ngày ở trong nhà nhắc mãi bà ngoại. Ta này trong lòng nhưng không phải niệm ngươi a, mẹ, ngươi xem nhà của chúng ta Thanh Miêu Nhi đều 16, cũng không biết về sau có thể tìm cái gì dạng nhà chồng. Ta tưởng tượng nàng chịu khổ, lòng ta liền đau nha, mẹ ta không gả chồng, ta liền hiếu thuận ngươi. Tô Thanh Hòa lập tức tỏ thái độ nói, Cao Lão Thái nói, kia sao thành đâu, nhà ta Thanh Miêu Nhi là cái có phúc khí, phải gả hảo nhân gia đi, lại đem Tô Thanh Hòa trên dưới đánh giá, vây quanh Tô Thanh Hòa xoay quanh, nhà của chúng ta Thanh Miêu Nhi này mặt cũng hảo, thân thể cũng lớn lên hảo. Nói hảo nhân gia dễ dàng đâu, đối với chính mình khuê nữ liền chụp ngực, ngươi yên tâm, mẹ khẳng định làm ngươi ca cấp Thanh Miêu Nhi hảo hảo tương xem. Nhất định phải nói hảo nhân gia. Trấn trên không được, ta liền nói huyện thành, khẳng định không cho Thanh Miêu Nhi ở ta nông thôn làm việc. Cao Tú Lan lo lắng nói, ta ca có thể hay không tận tâm a, hắn những cái đó khuê nữ đều gả đến bên này, hắn những cái đó nha đầu sao cùng chúng ta Thanh Miêu Nhi so. Kia có thể giống nhau sao? Cao Lão Thái đương nhiên nói, Tô Thanh Hòa đặc muốn biết có gì không giống nhau, nghe được Cao Lão Thái nói, Cao Tú Lan liền an tâm rồi. Chỉ cần nàng mẹ đồng ý, nàng ca bên kia liền cơ bản không thành vấn đề, nàng ca lại có bản lĩnh có gì dùng tốt, liền sinh một cái nhi tử thân thể còn kém, về sau còn không biết như thế nào đâu, làm nhà họ Cao duy nhất nam oa, hắn chính là thực xin lỗi nhà họ Cao, thực xin lỗi hắn lão nương, đạt thành mục đích. Cao Tú Lan vẻ mặt vui tươi hớn hở liền mang theo Tô Thanh Hòa rời đi. Cao Lão Thái vẫn luôn đưa đến cửa, dặn dò Cao Tú Lan lần sau mang theo ba cái đại tôn tử cùng nhau lại đây. Cao Tú Lan nói, ta sợ bọn họ quá có thể ăn là chuyện tốt, ta ăn ít một ngụm cũng muốn cho bọn hắn ăn. Ta liền vui nhìn bọn họ, trong lòng thoải mái, mỗi lần mang theo ba cái đại tôn tử đi ra ngoài lưu một vòng, nàng liền cảm thấy đặc có nắm chắc. Chương 29. Tác giả, hồ đồ, rời đi nhà họ Cao, Tô Thanh Hòa tổng cảm thấy như vậy không tốt. Mẹ, quay đầu lại chúng ta cũng lộng điểm ăn ngon cấp bà ngoại ăn đi. Cao Tú Lan nhìn mắt khuê nữ, ăn gì a ăn, ngươi cầm đi nàng cũng không ăn, ngươi bà ngoại cùng ta giống nhau, đều là muốn đem đồ vật để lại cho tiểu bối ăn. Chính mình đó là một ngụm đều luyến tiếc, ta chính là cầm đi, nàng cũng sẽ không ăn. Lưu trữ cho người khác ăn. Ta mới không ăn cái này mệt đâu, Tô Thanh Hòa gật gật đầu, trưởng bối luyến tiếc ăn nhường cho vãn bối ăn, đây là rất cao lớn chuyện này, nhưng mà nàng bà ngoại vãn bối chính là nàng mẹ nó vãn bối chính là nàng, tính, mặc kệ nàng mẹ có đồng ý hay không, lần sau nàng tới bà ngoại trong nhà, nhất định phải cấp bà ngoại mang ăn. Mặc kệ bà ngoại ăn không ăn, đều là nàng một phần tâm ý, như vậy lấy 2 trứng gà đi, lấy một đống đồ vật trở về, sao tưởng đều ngượng ngùng. Mới ra thôn, Tô Thanh Hòa liền nhìn nàng dì cả Cao Tú Hồng đứng ở ven đường chờ, Tô Thanh Hòa tức khắc khẩn trương lên, nàng dì cả này không phải chờ đánh lộn đi. Ngẫm lại cũng là, đều giống nhau tới nhà mẹ đẻ, mượn lương không mượn đến, thân tỷ muội lại cầm một đống đồ vật, này trong lòng khẳng định không cân bằng, dì cả, ngươi không trở về a? Cao Tú Lan hừ một tiếng, chờ chúng ta bái. Sao mà, đây là phải đi về tìm mẹ đâu, Cao Tú Hồng vốn dĩ vẫn luôn banh mặt. Nghe được nàng mẹ, kia mặt tức khắc một khổ, đôi mắt liền đỏ, lão tam a, Tú Lan, ngươi liền giúp ta cái này làm đại tỷ đi, ta số khổ a, mẹ cũng không đau ta, trong nhà cũng không nhi tử đau lòng ta cuộc sống này quá không đi xuống a, ngươi liền cùng mẹ hảo hảo nói, mượn mấy cà lâm đi. Bằng không thu quả hoa cũng dưỡng không sống a, quản ta đánh rắm. Cao Tú Lan không cao hứng nói, nhà ai không đói chết mấy cái đâu. Chính ngươi không bản lĩnh ngươi dưỡng như vậy nhiều làm gì a? Mẹ nói đúng, lại không phải các ngươi lão Triệu gia loại, nhiều lắm chính là ở nhà ngươi trong đất loại, ngươi quản như vậy nhiều làm gì a? Tô Thanh Hòa, Cao Tú Hồng dương miệng xem nàng muội tử, sau đó khóc lóc chỉ vào Cao Tú Lan, ngươi thật đúng là nhẫn tâm a, khó trách Tú Cúc nói ngươi có tiếng nhẫn tâm, ở các ngươi trong đội bị người ghét bỏ, thật đúng là. Ta sao có ngươi như vậy nhẫn tâm muội tử a? Cao Tú Lan hắc hắc cười, vậy ngươi hỏi mẹ đi. Ta sao biết, Cao Tú Hồng khóc không ra nước mắt, Cao Tú Lan nói, đừng một bộ khóc tang mặt, đừng đem nhà của chúng ta Thanh Miêu Nhi cấp dọa. Chính ngươi muốn đồ vật đi tìm lão nương muốn đi, đừng tìm chúng ta. Thời buổi này ai quản thượng ai a, ta giúp ngươi muốn, nhà của chúng ta Thanh Miêu Nhi ăn gì. Các ngươi liền thu quả là bảo bối, nhà của chúng ta Thanh Miêu Nhi so nàng càng bảo bối, nói liền lôi kéo Tô Thanh Hòa đi. Tô Thanh Hòa bị nàng mẹ cùng Cao Tú Lan này vừa ra làm cho cũng không biết sao nói chuyện, này vẫn là thân tỷ muội sao, quay đầu lại xem một cái, phát hiện nàng gì cả thế nhưng đi theo các nàng mặt sau đi, Cao Tú Lan cũng phát hiện, hét lên, sao, này còn cuốn lấy chúng ta đâu. Cao Tú Hồng lau một phen nước mắt, ngươi cái này hắc tâm can, ai cuốn lấy ngươi đâu, ta đi tìm Tú Cúc. Ta không ngươi cái này muội tử. Trước kia khi còn nhỏ, ta có một ngụm ăn đều nhường ngươi ăn, hiện tại đều không nhớ kỹ ta hảo, Bạch Nhãn Lan a, cái gì kêu ngươi có miếng ăn, kia đều là trong nhà, bằng gì ta không thể ăn. Nên ta. Cao Tú Lan đúng lý hợp tình nói một tiếng, lôi kéo nàng khuê nữ tiếp tục lên đường, nàng bước chân mau, thực mau hai bên kéo ra một đoạn đường. Tô Thanh Hòa nhỏ giọng nói, mẹ, ngươi thật sự không giúp a, giúp gì a, ta không tìm các nàng mượn lương liền không tồi. Chờ một thời gian cứu tế lương xuống dưới, ta còn phải đi tìm các nàng đâu. Có hại người phải ăn hôi, Thanh Miêu Nhi ta nói cho ngươi, chính là về sau ngươi ca bọn họ, ngươi đều đừng giúp. Ta nữ nhân dễ dàng sao, chính mình quá hảo liền thành, ta nhưng không cần thiết giúp đỡ người khác, ta đây nếu là gặp khó khăn đâu, tìm bọn họ hỗ trợ a, bọn họ là ngươi thân ca, còn có thể không giúp ngươi. Tô Thanh Hòa thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra, trở lại Hoàng Hà đội sản xuất địa giới, Cao Tú Hồng quả nhiên cùng Cao Tú Lan các nàng tách ra đi rồi. Cao Tú Hồng trực tiếp đi Điền Gia thôn bên kia, nhìn Cao Tú Hồng đi rồi, Cao Tú Lan đắc ý cười, tìm ngươi gì hai cũng vô dụng, ngươi bà ngoại đều không thích bọn họ, một cái hai sinh nha đầu, làm ngươi bà ngoại bị người chọc cuộc sống, còn không biết xấu hổ tìm ngươi bà ngoại muốn ăn. Cho rằng thiếu các nàng đâu, Tô Thanh Hòa. Mẹ, ngươi xem ta ca bọn họ cho ngươi tranh mặt mũi, ta về sau cũng đối bọn họ hảo điểm nhi đi, Cao Tú Lan nói, gì cho ta tranh mặt mũi đâu, đó là ta chính mình có bản lĩnh sinh, quan bọn họ gì sự. Nếu là bọn họ thay đổi ngươi gì cả gì hai trong bụng, nhất định nhi đều là nha đầu. Bọn họ thiếu ta, Tô Thanh Hòa khô cằn cười, không lời gì để nói, chúng ta nhận thua. Bên này mẹ con hai người trở về nhà. Cao Tú Hồng cũng vừa lúc tới rồi Điền Gia thôn Cao Tú Cúc trong nhà, Cao Tú Cúc chính làm tốt cơm, người một nhà chuẩn bị ăn cơm. Nàng nam nhân Điền Mãn Quán chính khuyên nhi tử ăn nhiều, không ngừng đem chính mình trong chén đồ vật phát cho nhi tử trong chén, sau đó nhi tử liền phát cho con dâu phát cho mấy cái nha đầu, Cao Tú Cúc nhìn một màn này, dứt khoát chính mình ăn. Đang chuẩn bị hướng trong miệng ba kéo, liền nhìn nàng tỉ vào được, nhìn trong chén cơm. Do dự một chút liền hồi trong phòng bếp cầm cái chén lại đây, bác một ít cho nàng đại tỷ ăn. Nhìn nhi tử tức phụ đều ở ăn cơm đâu, cũng không hảo xảo bọn họ, liền mang theo Cao Tú Hồng đến trong phòng. Vừa ăn vừa nói lời nói, tỷ, ngươi sao không còn sớm điểm tới a? Sớm một chút tới liền không cần vội vàng cơm điểm. Cao Tú Hồng nguyên nhân chính là vì Cao Tú Cúc này mấy khẩu cháo, cảm động lệ nóng doanh tròng, vừa mới đã trải qua Cao Tú Lan kia nhẫn tâm muội tử đã kích. Lúc này Cao Tú Cúc làm nàng rốt cuộc cảm nhận được đến từ thân nhân ấm áp, Tú Cúc, tỷ khổ a. Ta không nhi tử, thật vất vả làm Thu Quả tìm cái tới cửa con rể cho ta cùng ngươi tỷ phu dưỡng già, lại gặp năm mất mùa, Thu Quả sinh mấy cái oa đều tiểu, con rể làm việc cũng không dùng được. Ta và ngươi tỷ phu là sống không nổi nữa a, Cao Tú Cúc nghe xong cảm thấy là rất thảm. Lúc trước nàng không sinh nhi tử thời điểm cũng lo lắng muốn chiêu tới cửa con rể. Sợ nhật tử không hảo quá. Cũng may sau lại sinh đứa con trai a, ngươi nói, cuộc sống này làm sao a? Tú Cúc a, ta hôm nay đi tìm mẹ mượn lương thực, mới mở miệng đâu, đã bị nàng mắng máu chó đầy đầu, ta cũng nhận, nhưng bằng gì lão ta một hồi đi, nàng liền nước đường đỏ hầu hạ, khẳng định còn cấp cầm một đống đồ vật. Ô. Ta ủy khuất a, ta tìm lão tam giúp ta. Nàng còn nói ta xứng đáng. Một chút cũng không niệm trước kia tình cảm. Còn chê cười ta sinh nha đầu sao, nàng chính mình không cũng sinh cái nha đầu đương bảo bối sao, sao các nàng gia nha đầu liền cùng người khác không giống nhau a? Cao Tú Cúc gật đầu, Thanh Miêu Nhi là cùng người khác không giống nhau, Cao Tú Hồng tức khắc nghẹn họng, Tú Cúc, ngươi nói gì đâu. Ngươi không phải nghiệp cùng ta nói lão tam gia khuê nữ ham ăn biếng làm sao, nói dưỡng tựa như địa chủ gia khuê nữ giống nhau, đó là nàng có phúc khí a. Nhân gia có ba cái ca tẩu đau đâu, không cần làm việc cũng có người dưỡng, có thể hưởng phúc đương nhiên nếu muốn hưởng phúc a, Thanh Miêu Nhi nếu là không hưởng phúc, trong đội không đều đến chết đói. Cao Tú Hồng qua một tiếng khóc ra tới, ngươi cũng nói ta sẽ không sinh nhi tử, khuê nữ không huynh đệ đau mệnh khổ. Ngươi có phải hay không cũng chê cười ta a, ta sau này mệnh khổ a, tìm ngươi tới trò chuyện, ngươi cũng nói như vậy ta làm sao nha, Cao Tú Cúc cảm thấy nàng tỷ điên rồi, nàng lại chưa nói gì, không phải nói Thanh Miêu Nhi hưởng phúc sao? Nàng cảm thấy không tật xấu a, nhà ai ca nguyện ý như vậy đau muội tử sủng muội tử, nhân gia Thanh Miêu Nhi là không giống nhau a, liền tính Cao Tú Lan vẫn như cũ như vậy bị người ghét bỏ, nhưng nàng khuê nữ vẫn là khá tốt một hài tử. Vốn dĩ tính toán tìm cùng Cao Tú Lan có mâu thuẫn Cao Tú Cúc cùng nhau phun tào một chút, thuận tiện lại mượn điểm nhi lương thực trở về. Lúc này Cao Tú Hồng bị Cao Tú Cúc đã kích tới rồi, cũng không nghĩ đề mượn lương chuyện này. Nàng cảm thấy ở nàng không biết thời điểm, lão nhị cùng lão tam đã là một đám, nhắc lại mượn lương chuyện này, không chuẩn lại phải bị người dỗi một đốn. Nàng chịu đủ rồi, đương nhiên, trước khi đi thời điểm nàng vẫn là đem chính mình trong chén cháo uống sạch sẽ. Uống nhiều một ngụm, đi trở về có thể nhiều tiết kiệm được một ngụm cấp bọn nhỏ ăn a. Nhà họ Tô bên này, Cao Tú Lan đang ở cho chính mình mấy đứa con trai triển lãm chính mình từ nhà mẹ để lấy về tới đồ vật. Nhìn một cái, ta này không tay đi, các ngươi bà ngoại cho nhiều ít đồ vật a, tay không về nhà mẹ đẻ, đầy tay tới nhà chồng, ta nhiều năm như vậy chính là như vậy làm, đáng tiếc, ta liền không cái này hảo mệnh tìm như vậy hảo tức phụ. Lâm Thục Hồng cùng Đinh Quế Hoa đều cúi đầu. Tô Ái Quốc cùng Tô Ái Hoa cũng rất ngượng ngùng. Lần trước cha vợ trong nhà tặng lương thực lại đây, bọn họ mẹ vì chiếu cố bọn họ mặt mũi, còn cấp còn đi trở về đâu. Tô Ái Đảng vỗ ngực nói, mẹ ngươi yên tâm, ta về sau nhất định tìm cái tức phụ, làm nàng học ngươi như vậy làm. Tô Thanh Hòa đỡ trán, tam ca ngươi sẽ chú cô sinh. Bọn nhỏ đều nhìn chằm chằm trên bàn đường, đôi mắt mạo quang. Mắt trong mong nhìn Tô Thanh Hòa cùng Cao Tú Lan. Cao Tú Lan nhưng không cho bọn họ ăn, cầm liền vào nhà. Tô Thanh Hòa đi theo đi vào, mẹ, gõ nát một tiểu khối, làm các nàng nếm thử ngon ngọt bái, ta phía trước đều đáp ứng tam nha, quản các nàng làm gì đâu. Cao Tú Lan nhưng không bỏ được, Tô Thanh Hòa thừa dịp nàng không chú ý, cầm lấy một tiểu khối tắt nàng mẹ trong miệng, mẹ ngọt không, Cao Tú Lan lập tức đỏ đôi mắt, còn chuẩn bị nhổ ra, bị Tô Thanh Hòa cấp che miệng, mẹ, nhổ ra liền hóa, ngươi nháo gì a? Mẹ ăn nhiều lãng phí a, ngươi nha đầu này thật là không hiểu chuyện. Này đường mẹ chuẩn bị lưu trữ ngươi mặt sau ăn sinh nhật, cho ngươi làm bánh ngọt ăn, mẹ, ngươi sinh ta nhất vất vả, ngươi trước nếm hương vị, ta mới có thể ăn. Tô Thanh Hòa cười nói, Cao Tú Lan nghe được lời này tâm đều hóa, bởi vì tâm tình hảo, Cao Tú Lan lộng một tiểu khối đường, gõ nát, sau đó hóa thủy, cấp mấy cái hài tử uống, bọn nhỏ uống ngọt tư tư. Tô Thanh Hòa nói, các ngươi nãi nãi nhiều thương các ngươi a. Muốn thời khắc làm hài tử cảm thụ gia đình ấm áp. Mặc dù là giả, 5 cái hài tử cùng nhau gật đầu. Cao Tú Lan banh mặt nói, đây đều là các ngươi cô từ nàng bà ngoại trong nhà lấy về tới, về sau các ngươi cũng đừng quên từ các ngươi bà ngoại gia lấy đồ vật cho các ngươi cô ăn. Có ăn ngon không nhớ thương các ngươi cô, các ngươi về sau chính là bị người chọc cuộc sống Bạch Nhãn Lan, nãi, có ăn cấp cô ăn, ta biết. Tam nha hô, đại nha cùng nhị nha, đại bảo nhị bảo cũng gật đầu, cấp cô ăn. Cao Tú Lan sờ sờ tam nha đầu này phiến tử còn giống như vậy một chuyện, tam nha tức khắc thẳng thắn sống lưng. Mặt khác hài tử vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ân, đối cô hảo, nãy liền thích bọn họ, đối bọn nhỏ biểu hiện, Cao Tú Lan thực vừa lòng. Chỉ cần nhà mẹ đẻ người đều đối nàng khuê nữ hảo, về sau lại cấp khuê nữ tìm cái hảo nhà chồng, kia nàng liền một chút cũng không lo lắng, cũng không biết nàng cái kia ngốc đại ca có thể hay không có bổn sự này. Mãi cho đến trời tối, Tô Thanh Hòa cửu cửu Cao Phúc Sinh rốt cuộc từ công xã cung tiêu xã đã trở lại Cao gia thôn trong nhà, trong tay xách theo một ít đồ vật, một hồi gia coi như hắn tức phụ mặt, trực tiếp toản lão nương trong phòng. Mẹ, ta đã về rồi, chương 30, tác giả, hồ đồ. Cao Phúc Sinh làm Cao gia lão đại, hiện giờ đã 50 mấy rồi. Bởi vì lúc trước trong nhà liền hắn một cái nam oa, đưa hắn đi trấn trên học đường đọc thư, cho nên sau lại có tiền đồ, kiến quốc sau liền đi công xã nhà ăn đi làm, sau lại đến công xã cung tiêu xã đi làm, ở cái này mua đồ vật đều phải hạn lượng muốn phiếu niên đại, cung tiêu xã đi làm người đi đến nơi nào đều phải làm người xem trọng vài lần, bọn họ tổng có thể có biện pháp trộn lưu lại một ít không cần phiếu đồ vật, cho nên Cao Phúc Sinh ở toàn bộ Cao gia thôn đều là rất có thể diện người. Nhưng mà lúc này thể diện Cao Phúc Sinh đồng chí chính vẻ mặt hiến vật quý đem đồ vật thượng cống cho chính mình lão nương. Cao lão thái lôi kéo cái mặt nhìn, một ít không cần phiếu bố đuôi, còn có mấy lượng đường trắng. Lần sau lộng điểm đường đỏ trở về. Tú Lan thích cái kia, nói là khuê nữ uống nhiều nước đường đỏ hảo. Cao Phúc Sinh lập tức gật đầu. Cao lão thái đem đồ vật thu hảo, sau đó quay đầu lại hỏi, cho ngươi tức phụ cầm gì đi? Mẹ, không lấy, ta gì cũng chưa lấy. Cao Phúc Sinh chạy nhanh vỗ ngực nói. Liền lần trước về điểm này nhi khoai lang khô, ta nghĩ ngươi hiện tại cũng cắn bất động, liền cho nàng ăn. Hừ, ta ăn bất động, còn có Tú Lan ăn, còn có Thanh Miêu nhi ăn đâu. Cho nàng làm gì, nàng họ Cao sao? Lại không phải từ ta trong bụng ra tới, bằng gì cho nàng ăn a? À? Chính mình sinh không ra nhi tử tới còn oán ta. Cao Phúc Sinh nói, mẹ, này đều nhiều năm như vậy, lại nhiều năm ta đều không thể quên. Trước kia nàng vào cửa, ta đối nàng thật tốt a, à, ngươi nhiều sủng nàng a, à, ngươi mấy cái muội tử đều nhường nàng. Hầu hạ nàng, kết quả đâu, đều sinh chính là chút gì đồ vật nha. Nhìn ngươi đại muội sinh khuê nữ, liền bắt đầu oán ta. Cao lão thái nói duỗi tay điểm nàng nhi tử đầu. Quá lùng điểm không, cúi đầu. Cao Phúc Sinh vẻ mặt đau khổ cúi đầu, lăng là bị hắn lão nương điểm một chút, ngươi cũng là cái nhớ ăn không nhớ đánh. Lúc trước nếu là thật sự làm nhân gia cho rằng nhà ta sinh không ra nhi tử tới, nàng cái này con dâu còn không được trời cao a, à, còn không được cưỡi ở ngươi trên cổ mặt ị phân đi tiểu đâu, ngươi đến nhớ kỹ ngươi tam muội hảo. Nếu không phải Tú Lan tranh đua, chúng ta nương hai cuộc sống này sao quá nha. Nghe được lão nương cùng sao nói, Cao Phúc Sinh cũng tán đồng gật đầu. Lúc trước hắn trong lòng là thực khó chịu, cảm giác chính mình di truyền lão nương chỉ sinh khuê nữ mệnh, cũng chỉ có thể sinh khuê nữ giống nhau. Bởi vì điểm này, hắn tức phụ sinh như vậy nhiều khuê nữ, hắn cũng chưa gì hảo thuyết, vẫn là sau lại Tú Lan liên tiếp sinh ba cái đại béo tiểu tử, lúc này mới làm hắn đi ra ngoài có nắm chắc. Cao lão thái lại nói, kiến vĩ cái dạng này, về sau chính là có thể cưới vợ, cũng không biết có thể hay không sinh. Ngươi còn phải trông cậy vào ngươi tam muội gia ba cái đại cháu ngoại, không phải nói sao, cháu ngoại giống cậu, cùng nhi tử cũng không kém nhiều ít. Tú Lan nói, bọn họ không cha, về sau còn phải hiếu thuận ngươi cái này cửu. Cao Phúc Sinh trong lòng khó chịu, hắn duy nhất nhi tử Cao Kiến Vĩ, hiện tại cũng mới 18 tuổi, chính là thân thể chính là không tốt, làm không được việc nặng, ngày thường chỉ có thể cùng trong đội nữ các đồng chí làm một trận nhẹ nhàng sống, còn muốn làm nửa ngày nghỉ ngơi nửa ngày. Nên nói hàng ngày nói chuyện nói xong rồi, Cao lão thái liền lôi kéo hắn nói chuyện chính sự. Hôm nay Tú Lan tới rồi, thuận miệng nói lên Thanh Miêu nhi hôn sự. Này đều 16, như thế nào cũng muốn bắt đầu tương nhìn. Nếu là xem trọng, ở trong nhà dưỡng 2 năm liền phải gả chồng. Tú Lan ngày thường ở trong thôn làm việc cũng không gì nhận thức người trong sạch, người ở công xã bên kia nhìn xem có thể hay không tìm. Vừa nghe lời này, Cao Phúc Sinh liền đau đầu. Hắn biết hắn cháu ngoại gái là bảo bối cục cưng. Chính là người khác không biết a, à, nhân gia đều phải tìm có thể làm việc cô nương gia. Mẹ, Thanh Miêu nhi có phải hay không quá nhỏ, nói nữa, trong nhà ngoài ngõ nàng đều sẽ không làm việc a, à. Cao lão thái liền không cao hứng, làm gì muốn nàng làm việc. Nàng ở trong nhà không làm việc, bằng gì đi nhà chồng phải làm việc, làm ngươi tìm, chính là làm ngươi cho nàng tìm cái không cần làm việc nhân gia, làm người dưỡng nàng. Trong nhà điều kiện muốn hảo, tốt nhất là trong nhà huynh đệ nhiều, đứng hàng nhỏ nhất, như vậy gả qua đi lúc sau, còn có huynh đệ ca tẩu dưỡng. Cao Phúc Sinh mê mang, còn có như vậy người trong sạch. Hắn tình nguyện đầu thai làm khuê nữ gả qua đi, xem Cao Phúc Sinh không nói lời nào, Cao lão thái liền không cao hứng, ngươi còn có phải hay không Thanh Miêu nhi thân cửu, ta Thanh Miêu nhi hiểu chuyện, vì làm ngươi có mặt mũi, nàng cuối cùng mới sinh ra tới. Kết quả liền thân cha cũng chưa thấy liếc mắt một cái. Ngươi liền cùng hắn thân cha không kém, ngươi sao liền không để bụng đâu, mẹ ta đều biết liệt, ta này không phải suy nghĩ nhà ai thích hợp sao. Ta cân nhắc vẫn là đi huyện thành nhìn xem. Trấn trên người nơi nào xứng đôi chúng ta Thanh Miêu nhi a, à, mấu chốt là hiểu tận gốc rễ, Thanh Miêu nhi gì tình huống, nhân gia đều hảo hỏi thăm. Cao lão thái gật đầu, lời này có lý, chúng ta Thanh Miêu nhi chú định là muốn đi trong thành người. Cùng Cao lão thái nói xong lời nói, Cao Phúc Sinh liền trở về phòng bên trong. Tiến phòng liền thấy hắn tức phụ ngồi ở mép giường thượng sụ mặt không nói lời nào. Sao, bãi sắc mặt cho ai xem đâu, ta này một năm đến vãn mệt chết mệt sống dưỡng cả nhà, trở về còn phải xem ngươi sắc mặt. Cao Phúc Sinh bị Cao lão nương nhắc tới năm đó chuyện này, hiện tại nhìn chính mình tức phụ nhiều ít có chút không cao hứng. Thấy Cao Phúc Sinh sinh khí, Cao đại tẩu cũng không dám tiếp tục bãi sắc mặt, chạy nhanh nhi hầu hạ đổi giày tử, thay quần áo. Kiến Vĩ hắn ba, không phải ta nói gì, ngươi cấp mẹ vài thứ kia, hôm nay đều cấp Tú Lan cầm đi. mẹ cũng chưa ăn à. Cao Phúc Sinh nghe xong lúc sau, trong lòng cũng không phải tư vị, thở dài nói, mẹ chính là như vậy, chúng ta đánh khi còn nhỏ, nàng liền luyến tiếc ăn luyến tiếc uống. Hiện tại cũng như vậy, trước kia là tỉnh tiền làm ta đọc sách, hiện tại là đau Tú Lan. Nàng chính là như vậy niệm bọn nhỏ, Cao đại tẩu, nàng cũng không phải là đau lòng lão thái thái a. Nàng đau lòng trong nhà vài thứ kia, Kiến Vĩ hắn ba, ngươi lấy về tới đồ vật đều cấp Tú Lan, những người khác đều không ăn thượng đâu. Cao Phúc Sinh cầm khăn lông lau mặt, Tú Lan trong nhà nhi tử nhiều, cháu trai cháu gái nhiều, là nên nhiều lấy điểm nhi. Nhà ta Kiến Vĩ ngày thường cũng không ăn ít, lần trước Tú Lan không còn tặng thịt gà cho hắn ăn sao, còn không phải là cái đầu gà mông gà sao. Lần đó đem trong nhà đều dọn không. Cao đại tẩu đều phải khí khóc. Còn có ta khuê nữ không ăn thượng đâu. Cao Phúc Sinh nghe xong lời này, cả giận nói, ngươi cho ta thực sự có ba đầu sáu tay đâu, ta nuôi lớn khuê nữ, ta còn phải dưỡng các nàng nhà chồng đâu. Ngươi tưởng mệt chết ta có phải hay không? Cao đại tẩu tức khắc sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Thành thật nghẹn ngồi ở trên giường, một lát sau Cao Phúc Sinh thu thập hảo, Cao đại tẩu đi đổ nước, trở về thời điểm Cao Phúc Sinh đã nằm ở trên giường. Nàng chạy nhanh đi cầm cây quạt cho nàng nam nhân quạt gió, nói nhàn thoại hòa hoãn không khí, Kiến Vĩ hắn ba, vừa mới mẹ cùng ngươi nói gì đâu, thời gian lâu như vậy mới ra tới, ta đều chờ ngươi nghỉ ngơi đâu. Cao Phúc Sinh nhắm mắt lại, thoải mái đi ngủ, nói Thanh Miêu Nhi hôn sự, mẹ làm ta cho nàng tìm cái không cần làm việc người thành phố gia. Cao đại tẩu nghe vậy, thuận miệng liền nói, mẹ tưởng cũng quá đơn giản, nhà chúng ta ba cái khuê nữ, cái nào không phải gả nông thôn làm việc. Liền Thanh Miêu Nhi như vậy ham ăn biếng làm. Cao Phúc Sinh khinh phiêu phiêu nói, có thể giống nhau sao, ta Tú Lan có thể sinh nhi tử, Thanh Miêu Nhi về sau khẳng định cũng giống nhau, chúng ta chỉ có thể sinh khuê nữ, ta khuê nữ nhân gia chịu cưới liền không tồi. Cao đại tẩu tức khắc trên mặt da bị nẻ. Nương a, nàng lúc trước làm gì muốn nhiều một câu miệng đâu. Tô Thanh Hòa ăn sinh nhật trước một ngày, Cao Tú Lan đại ung bên trong xuất hiện 5 điều 1 cân trọng cá, còn có một ít xứng đồ ăn linh tinh. Nhìn đặc biệt đầy đủ hết, Cao Tú Lan tức khắc ôm đại ung, đại căng a, liền biết ngươi đau khuê nữ, biết ngày mai khuê nữ sinh nhật đâu, còn cấp đưa ăn ngon tới. Tô Thanh Hòa lại đây nhìn lúc sau, cười hì hì nói, mẹ, ta xem ta ba là nghĩ ngươi sinh ta thời điểm vất vả đi, ngươi không phải nói trước kia ta ba luôn trảo cá trở về cho ngươi ăn sao, ngươi thích nhất hắn trảo trở về cá lạp, đứa nhỏ này, sao nói như vậy đâu. Cao Tú Lan ngượng ngùng banh mặt, nhưng mà vẫn là ngăn không được khóe miệng nàng đuôi lông mày cao hứng. Quản hắn cho ai ăn, dù sao ngày mai ta cho ngươi làm ăn. Tô Thanh Hòa nói, mẹ, cái này làm cho ta tới làm đi, ta tưởng hiếu thuận ngươi đâu. Đây chính là nàng đạo thứ hai đồ ăn khảo hạch đồ ăn a. Vì tích góp này đó cá cùng xứng đồ ăn, nàng đều đã lâu không đổi lương thực. Cũng may trong nhà có phân lương thực, chính mình hệ thống chứa đựng trong không gian mặt còn tồn hơn 100 cân lương thực, còn không đến mức kém lương thực đâu. Loại này thời điểm nàng liền cảm thấy hệ thống thực hố cha, ở cái này mà vật chất thiếu thốn thời điểm, nàng muốn khảo hạch, còn phải chính mình tích góp tài liệu. Cao Tú Lan cảm động cái mũi đều toan, cảm thấy chính mình quá hạnh phúc. Nam nhân đau nàng, khuê nữ cũng như vậy hiếu thuận, duy nhất khó chịu chính là vì lừa gạt mấy cái không tri kỷ nhi tử, nàng còn phải đi huyện thành lưu lưu, bất quá cũng đã lâu không đi huyện thành, đi bộ cũng hảo, vừa lúc đem trong nhà trần hạt kê gạo đi đổi điểm nhi thô lương trở về ăn. Biết Cao Tú Lan muốn đi đổi thô lương, Tô Thanh Hòa không yên tâm, đi theo cùng đi, trên đường chạm vào người trong thôn, thật xa liền chào hỏi, ái quốc nàng mẹ, cùng Thanh Miêu Nhi đi nơi nào đâu. Cao Tú Lan đặc tưởng nói qua ngươi đánh rắm, nhưng là không được, nàng khuê nữ hiện tại là trong đội quên mình vì người anh hùng, là vinh dự nhân vật, không thể cấp khuê nữ mất mặt, nhà của chúng ta Thanh Miêu Nhi ngày mai sinh nhật đâu, đi trong thành nhìn xem có thể hay không chuyển điểm đồ vật. Ai, nhà của chúng ta đại căn cũng không còn nữa, khổ đứa nhỏ này, ai da, là rất khổ, ái quốc mẹ, đối Thanh Miêu Nhi hảo điểm nhi a, nhớ rõ cấp Thanh Miêu Nhi chuyển khoai lang khô a, nàng thích ăn. Tô Thanh Hòa, nàng tổng cảm thấy đối phương tưởng nói chính là chuột thích ăn. Cao Tú Lan đối với hết thảy ái nàng khuê nữ người, đều là hữu hảo. Cùng đối phương hữu hảo hàng huyên vài câu mới lại lần nữa lên đường. Hai người tới rồi huyện thành bên trong, Cao Tú Lan lập tức đem đoái đường phèn nước lạnh cấp Tô Thanh Hòa uống. Thật là vất vả ta đại khuê nữ. Đều là vì những cái đó nhãi ranh, mẹ, ngươi uống nước. Tô Thanh Hòa uống một ngụm liền cho nàng mẹ, Cao Tú Lan tiếp nhận tới liền cái nắp tiếp tục cõng. Uống gì a? À, làm chính sự quan trọng, Tô Thanh Hòa nhìn kia sọt bên trong ấm nước, liếm liếm môi. Mẹ, lần sau không đoái đường, ta tưởng uống điểm nhi nước lạnh. Giải khát. Nước lạnh liền bỏ được uống lên, hành, lần sau mẹ mang nước lạnh cho ngươi uống. Hai người tìm được rồi xưởng máy móc phụ cận trộm hỏi người. Tuy rằng các nàng có một nhà nhận thức gia đình công nhân, chính là thường xuyên đi tìm nhân gia đổi nhưng không an toàn, cho nên đại đa số thời điểm đi chợ đen, hoặc là ở nhà xưởng phụ cận hỏi, liền cùng đánh du kích chiến giống nhau. Mẹ con hai người đang chờ, một cái thoạt nhìn lớn lên rất khỏe mạnh nữ nhân từ xưởng máy móc đi ra, Cao Tú Lan lập tức cùng Tô Thanh Hòa đi qua đi, đồng chí, các ngươi ăn lương thực tinh không, kia nữ nhân sửng sốt. Có nghĩ ăn lương thực tinh, tưởng a, đương nhiên tưởng a, ngốc tử mới không nghĩ đâu, đôi mắt nhìn nhìn bên cạnh, sau đó nhanh chóng lôi kéo Cao Tú Lan mẹ con vào bên cạnh ngõ nhỏ, đầu tiên là nghiệm hóa, phát hiện tuy rằng là trần vị, nhưng là thật là gạo a, nữ nhân tức khắc đôi mắt đều sáng. Trước kia chú em ở trong nhà thời điểm, này đó lương thực tinh đều là chú em ăn, hiện tại rốt cuộc đến phiên bọn họ, tổng cộng 20 cân đúng không, toàn muốn. Này nữ đồng chí trên người không như vậy nhiều phiếu gạo cùng thô lương, trực tiếp lãnh Cao Tú Lan các nàng đi trong nhà phụ cận chờ lấy phiếu gạo, cũng không dám mang theo Cao Tú Lan các nàng trở về, chỉ có thể làm các nàng ở phụ cận hẻm nhỏ chờ. Sau đó nữ đồng chí rẽ trái rẽ phải liền đến huyện ủy trong đại viện mặt, đại ca đại tẩu, Trường Bình, mẹ, có hay không phiếu gạo a, còn có bột ngô, chạy nhanh nhi, ta đổi đại bạch mễ đi, người trong nhà vừa nghe có đại bạch mễ. Chạy nhanh nhi đổi ở trong nhà tìm kiếm phiếu gạo, cuối cùng cầm 10 cân phiếu gạo, 15 cân thô lương đi thay đổi Tô Thanh Hòa các nàng 20 cân gạo, chờ Cao Tú Lan mẹ con vừa đi, nữ đồng chí về đến nhà, liền nghe được trong nhà truyền đến tinh tế tiếng khóc, ta đáng thương Trường An nha, này đi bộ đội còn không biết có thể ăn được hay không thượng đại bạch mễ a, trong nhà có ăn ngon, hắn đều ăn không được một ngụm. Chúng ta Trường An quá đáng thương lạc, nàng đại nhi tử con dâu cả. Con thứ hai nhị con dâu tức khắc vẻ mặt chết lặng mặt,